Kính Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Dài Tập Tiên Hiệp, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Kính Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Kính Duy bằng các hình thức đã được tổng hợp dưới mô tả của mỗi video. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo, Nhân Đạo Chí Tôn, Thạch Trư, ngay sau đây. Lúc bây giờ, Trung Nhạc mở ra thần nhãn thứ ba, nhìn thấy cột mốc biên giới Cô Hà Thành trên đỉnh ngọn núi hoang kia. Trong lòng nhất thời vui vẻ. Rốt cuộc đã tới được biên giới Cô Hà Thành rồi. Đột nhiên hắn chợt cảm ứng được hơn 10 cỗ khí tức đang nhanh chóng tiếp cận. Vội vàng đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy từ bên cạnh chợt lao ra một chiếc lâu thuyền dài tới hơn 50 trượng. Trên đầu thuyền đứng hơn 10 gã cường giả hiếu mang thần tộc. Khí tức của hơn 10 gã cường giả hiếu mang thần tộc kia cực kỳ cường đại. Tu vi thực lực thấp nhất cũng là linh thể cảnh, tu vi cao nhất tương đương với liên tâm cũng là tồn tại pháp thiên cảnh. Nguy rồi, nguy to rồi. Trong lòng Trung Nhạc nhất thời cả kinh. Chiếc lâu thuyền kia chở theo đám cường giả hiếu mang thần tộc từ bên phải đánh tới. Xem tình thế, nhất định là trước khi hắn tiến vào phạm vi lãnh địa của Cô Hà Thành sẽ có thể chặn đường hắn lại. Mà ở sau lưng của hắn chính là cự mãng trăm trượng do liên tâm biến thành. Trong lòng hắn nháy mắt đã thấu hiểu rõ ràng tiền căn hậu quả. Nhất định là Lãng Thanh Vân đã thông báo cho Hiếu Mang Thần Tộc. Hiếu Mang Thần Tộc biết được Hiếu Sơ Tình chính là chết trong tay của Long Nhạc. Hơn nữa, Long Nhạc cũng chính là kẻ đã đi lên mặt trăng lúc trước. Vì vậy mới phái những cường giả này tới đây xuất thủ giết chết hắn. Với tốc độ này, căn bản là chưa tiến vào lãnh địa của Hà Thành đã bị cường giả Hiếu Mang Thần Tộc chặn lại. Liều mạng, hình thái thứ hai nguyên thần. Trung Nhạc quát lớn một tiếng. Hắn nguyên bản đang biến thành hình thái thứ ba của nguyên thần, biến thành thần nhân sáu mắt, sau lưng quan tưởng ra kim mô song dực, mượn kim mô song dực vỗ cánh phi hành. Mà hiện tại thân thể của hắn lại biến hóa từ hình thái thứ ba thần nhân sáu mắt của Nguyệt Linh biến thành hình thái thứ hai lục mục tinh thiềm. Thân thể Trung Nhạc ầm ầm biến hóa, thân thể ở giữa không trung cơ hồ là trong nháy mắt đã hoàn thành cải tạo cơ da xương cốt, hóa thành một con quái vật lục mục tinh thiềm khổng lồ, cao hơn 20 trượng, nhanh chóng rơi thẳng xuống mặt đất. Ầm ầm. Con lục mục tinh thiềm kích thước cỡ một ngọn núi nhỏ rơi thẳng xuống mặt đất, đập cho núi rừng chấn động một trận. Ngay sau đó, nó lại phóng người nhảy lên một cái, lao thẳng lên giữa không trung. Một lần nhảy chính là hơn 10 dặm, sau đó lại một lần nữa ầm ầm rơi xuống. Hắn không ngừng nhảy nhót như bay, giống như một ngọn núi nhỏ không ngừng nhảy nhót, điên cuồng bỏ chạy về phía trước. Vừa rồi hắn là phân nửa dựa vào pháp lực, phân nửa dựa vào nhục thân tiến hành phi hành lên đường. Mà hiện tại lại là hoàn toàn dựa vào nhục thân lên đường. Áp lực đối với nhục thân càng lớn. Bản thân tinh thiềm đã là lực mạnh vô cùng, cộng thêm thôi động hoàn toàn bí cảnh vạn tượng, tốc độ so với vỗ cánh phi hành vậy mà còn nhanh hơn một chút. Quả nhiên là Nguyệt Linh. Trên chiếc lâu thuyền cự hình kia, từng gã cường giả hiếu mang thần tộc nhìn thấy Trung Nhạc hóa thành tinh thiềm, không khỏi nhao nhao tức giận hừ lạnh. Vị lão giả pháp thiên cảnh dẫn đầu kia cười lạnh một tiếng, sau đầu đột nhiên bay ra một bàn tay vươn thẳng về phía trước. Chỉ thấy cái đại thủ kia càng lúc càng lớn hơn, khoảng cách vươn ra càng lúc càng xa, phạm vi bao phủ lại càng lúc càng rộng, chụp thẳng về phía Trung Nhạc. Bàn tay kia là do Văn Lộ Đồ Đằng biến thành. Trong lòng bàn tay mơ hồ có thể nhìn thấy Thanh Thiên Bạch Nhật là một kích do cường giả pháp thiên cảnh thôi động thiên địa pháp tướng mà đánh ra. Trên lâu thuyền, đám cường giả hiếu mang thần tộc còn lại thản nhiên đứng yên, cũng không có xuất thủ. Tốc độ của Trung Nhạc quá nhanh, lâu thuyền lại cách quá xa. Thần thông do bọn họ đánh ra căn bản là không thể đuổi kịp Trung Nhạc. Khoảng cách hơn 50 dặm, sợ rằng chỉ có thần thông của cường giả pháp thiên cảnh mới có thể đuổi kịp tốc độ kinh người như vậy, bắt giữ được Trung Nhạc. Vị cường giả pháp thiên cảnh kia xuất thủ, mắt thấy đại thủ sắp sửa chụp lấy con tinh thiềm 20 trượng do Trung Nhạc biến thành kia vào trong tay. Đột nhiên chiếc lâu thuyền chợt chấn động kịch liệt,
Một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên. Chiếc lâu thuyền đã bị một con quái vật khổng lồ xuyên thấu. Chỉ thấy Bạch Liên cự mãng dài trăm trượng một hơi đụng thủng chiếc lâu thuyền này. Thân thể cao lớn từ phía dưới khoang thuyền xuyên qua, mảnh gỗ vụn tung bay loạn. Đám cường giả Hữu Mang thần tộc trên đầu thuyền từng tên đạp chân bất ổn. Hữu Mang thần tộc, các ngươi chán sống rồi, không ngờ lại dám can đảm cướp đoạt con mồi của ta. Con liên hoa mãng kia từ trong động khẩu khoang thuyền bò ra, trong miệng thét lên chói tai, cái đuôi đảo qua giống như một cây cự trụ quét thẳng lên trên cột buồm. Cây cột buồm răng rắc một tiếng đứt đoạn, đám cường giả trên thuyền từng tên bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt lão giả pháp thiên cảnh Hữu Mang thần tộc kia trầm xuống, hai chân vững vàng đóng đinh trên bong thuyền, khống chế đại thủ đầu đằng của chính mình chụp xuống Trung Nhạc. Hiển nhiên hắn không muốn từ bỏ cơ hội này để cho Trung Nhạc chạy thoát. Mà toàn thân con liên hoa mãng kia quấn lấy chiếc lâu thuyền rách nát tả tơi này, thân thể mạnh mẽ phát lực, cả tòa lâu thuyền bị quấn tới chia năm xẻ bảy. Thân thể lão giả pháp thiên cảnh bất ổn, cự thủ đồ đằng thoáng cái run rẩy, đã thấy Trung Nhạc bay lướt qua đầu ngón tay của hắn, thoát ra khỏi phạm vi bàn tay bao phủ, ầm ầm đụng lên trên tấm bia đá trên đỉnh ngọn núi hoang, đụng sập tấm bia đá kể cả một khối lớn đỉnh núi, té xuống dưới chân núi khoảng chừng hơn 10 dặm. Con rắn hoang ở đâu ra lại dám làm hư đại kế của Hữu Mang thần tộc ta vậy? Lão giả pháp thiên cảnh kia nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể thoáng lay động hiện ra ba cái đầu, vươn tay bắt lấy cái đuôi rắn của Liên Tâm giơ thẳng lên cao, hung hăng nện thẳng xuống, lạnh lùng nói: tự tìm đường chết sao? Hiển nhiên hắn cũng không nhận ra Liên Tâm. Trên thực tế toàn thể Đông Hoang cũng không có mấy kẻ biết được Liên Tâm rốt cuộc là tinh quái gì. Lúc này Liên Tâm đã hóa thành nguyên hình, lão giả pháp thiên cảnh kia làm sao có thể nhận ra nàng được? Huống chi cho dù có nhận ra nàng, lão giả pháp thiên cảnh kia cũng không chút sợ hãi. Dù sao hắn cũng là thần tộc tâm cao khí thịnh, căn bản là mặc kệ nàng có phải là đệ tử Sư Bất Dịch hay không, có phải là thế hệ thanh niên xuất sắc nhất Đông Hoang hay không, cũng đều nhất định đánh chết nàng. Hắn nhận được mệnh lệnh nhất định phải bắt giữ Long Nhạc về Hữu Mang thần miếu tiếp nhận xử án. Mà Liên Tâm thì lại cần ăn tươi Long Nhạc, bù đắp lượng long khí không đủ, thoát thai hoán cốt, lột xác thành giao long. Mục đích của hai người không nhất trí, tất sẽ có xung đột, đây là chuyện tất nhiên. Thình thịch một tiếng, một cái ném này của hắn ném cho con cự mãng trăm trượng kia toàn thân thẳng tắp, hung hăng nện thẳng xuống, đập vào trong rừng núi bên dưới. Ngay sau đó, ba cái đầu đồng thời giống giận, nhao nhao há miệng, từng đạo thần thông từ trong ba cái miệng phun ra, hóa thành từng tòa đại ấn sơn hình, ầm ầm nện lên địa phương rơi của Liên Tâm, xuất thủ tàn nhẫn tới cực điểm. Mảnh núi rừng kia bị phá hủy không còn một mảnh. Lão giả pháp thiên cảnh cũng không lướt nhìn một cái, phóng người nhảy lên lao về phía địa phương Trung Nhạc rơi xuống. Nhưng lúc này trong mảnh núi rừng bị tàn phá đến không còn hình dáng, cái thân rắn thật lớn lao thẳng lên cao, xoạt xoạt mấy cái, mạnh mẽ quấn lấy lão giả kia, kéo thẳng về phía mặt đất, đập cho lão giả kia đầu dưới chân trên hung hăng nhét vào trong lòng đất. Cái đuôi cự mãng rung lên một cái, rút lão giả kia từ dưới lòng đất lên, giống như đóng đinh vậy, không ngừng đóng mạnh vào trong lòng đất, liên tục phát ra mười mấy đạo thanh âm đong đong đong. Sau đó cái đuôi cự mãng quấn lấy lão giả kia ném thẳng vào trong cái miệng rắn. Lão giả kia bị đánh tới mức mê mê man man, cả khuôn mặt đều là máu tươi. Mắt thấy hắn sắp sửa bị đưa vào miệng rắn, táng thân trong bụng rắn, chợt đột nhiên tỉnh táo trở lại, lắc mình lóe lên, biến ra thân thể bản ngao, thân dài hơn 80 trượng, giơ tay xé rách đuôi rắn. Khiếu Nguyệt thần hống! Ba cái đầu bản ngao liên tiếp hống lên ba tiếng, hống tới mức trong tai, mắt, mũi, miệng cự mãng phun ra máu tươi. Con cự mãng kia phun ra một ngụm khói độc, một cái đầu bản ngao lập tức trúng độc, toàn bộ cái đầu cơ hồ biến thành nước mủ. Hai cái đầu còn lại lập tức tự thôi động pháp lực chấn áp độc tính. Lão giả kia không khỏi giận tím mặt, cao giọng quát lên: các ngươi mau đi bắt giữ Long Nhạc, ta giết chết con cự mãng này. Tốc độ của hai người bọn họ giao thủ cực nhanh, nhanh như tia chớp, đã giao đấu qua không biết bao nhiêu đạo công kích. Mà giờ phút này đám cường giả linh thể cảnh, đan nguyên cảnh, Hữu Mang thần tộc còn lại bị bắn ra khỏi lâu thuyền. Bọn họ bất quá vừa mới ổn định lại thân hình, chiếc lâu thuyền chưa năm xẻ bảy giữa không trung vẫn còn chưa rơi xuống đất. Một loạt giao thủ chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, có thể thấy được tốc độ công kích của cường giả pháp thiên cảnh
kinh người tới mức nào, đáng sợ tới mức nào. Đám cường giả linh thể cảnh, đan nguyên cảnh kia nghe hắn nói vậy, lập tức bay thẳng lên không trung, chạy thẳng về phía địa phương Trung Nhạc rơi xuống. Đột nhiên, một đạo xà mâu từ phía sau phóng tới, phốc một tiếng, xuyên thấu thân thể một gã cường giả đan nguyên cảnh, thực lực mạnh nhất trong đó chính là Liên Tâm, vừa mở miệng phóng ra cái lưỡi dài phân nhánh của chính mình. Gã cường giả đan nguyên cảnh kia kêu thảm một tiếng, thân bất do kỷ, hiện ra nguyên hình, hóa thành bàn ngao ba đầu, tế ra hồn binh cường đại nhất của chính mình, chém về phía cái lưỡi rắn của Liên Tâm. Nhưng hỏa quang văng bắn tung tóe khắp nơi, cũng không thể chặt đứt cái lưỡi dài kia được. Bàn ngao ba đầu quay đầu lại, không ngừng cắn xé, toàn bộ hàm răng cơ hồ đều bị đứt đoạn. Cái lưỡi dài của Liên Tâm rung lên, chẻ con bàn ngao kia ra làm hai nửa. Lão giả pháp thiên cảnh kia gầm lên một tiếng, từ trong uy tâm bay ra một đạo trăng tròn, cắt đứt tận gốc cái lưỡi dài kia của nàng. Cái lưỡi dài của Liên Tâm mặc dù bị chặt đứt, nhưng không có một giọt máu nào chảy ra. Cái lưỡi dài này ở giữa không trung giống như một con rắn không ngừng nhúc nhích bay lượn. Rõ ràng cái lưỡi kia đã bị nàng tu luyện thành binh, luyện chế lưỡi rắn của chính mình thành hồn binh. Cái lưỡi rắn kia nhanh chóng, nhanh như chớp bay ngược trở lại, chém giết từng gã cường giả hiếu mang thần tộc đang lao về phía Trung Nhạc. Minh Nguyệt chiếu đại giang. Lão giả pháp thiên cảnh nhất thời nổi giận, bên dưới vầng minh nguyệt tròn xanh vành vạnh kia xuất hiện một đạo đại hà. Đại hà dâng trào sao động, đè thẳng lên trên người của Liên Tâm. Không ngờ con sông lớn này lại là một dòng đại hà chân chính, đã bị luyện thành hồn binh. Nó nhìn bề ngoài giống như chỉ có kích thước 100-200 trượng, nhưng trọng lượng lại cực kỳ đáng sợ, tương đương với hơn 10 ngọn núi lớn. Vậy mà ép con cự mãng dị chủng trăm trượng Liên Tâm này tới mức thẳng tắp. Vầng minh nguyệt kia từ giữa dòng sông bay lên, phân nửa chìm trong nước sông, phân nửa ở trên nước sông. Đạo trăng tròn kia vô cùng sắc bén, cơ hồ là chém thẳng Liên Tâm từ phần đuôi lên tới cằm, chém đứt con cự mãng này ra làm hai mảnh. Rầm một tiếng, một con xích luyện cự mãng thật lớn từ trong bụng Liên Tâm rơi ra. Toàn thân cự mãng đã bị ăn mòn cả trăm ngàn lỗ thủng. Lão giả kia nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Hắn đang muốn tiếp tục thôi động vầng trăng tròn chém đôi con liên hoa mãng này, lại thấy con liên hoa mãng này phảng phất như chút được gánh nặng, thân thể rung lên một cái, hất văng dòng đại giang kia. Ngay sau đó đã biến thành một nàng nữ tử ôn nhu điềm tĩnh. Nữ tử này chân đạp liên hoa, bộ dáng vô cùng thánh khiết, chỉ là chân lồng ngực bị cắt ra một đường dài, cơ hồ bị cắt làm hai nửa, toàn thân chảy đầy máu, lộ ra cực kỳ thê thảm. Sư tỷ, đợi một lát nữa ta lại tiếp tục tiêu hóa ngươi. Liên Tâm nhìn về phía lão giả kia, ngữ khí ôn nhu nói. Lão giả kia, thừa dịp thân thể ta không tiến mà khi dễ ta, bây giờ đã tới lúc tiễn ngươi lên đường rồi. Thanh xà mâu phân nhánh kia nhanh như tia chớp bay ngược trở về, rơi vào trong tay của nàng. Liên Tâm tay cầm xà mâu, trên xà mâu vẫn còn máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Trong lòng lão giả pháp thiên cảnh kia cả kinh, đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung từng cỗ thi thể đang ảo ảo rơi xuống. Đám cường giả hiếu mang thần tộc theo hắn tới đây, vậy mà trong thời gian một cái nháy mắt đã bị xà mâu xuyên thấu toàn bộ, chết sạch chết sẽ. Cách chiến trường hơn vạn dặm, trong Cô Hòa Thành, Cô Hồng Tử, Lãng Thanh Vân và Hiếu Sơ Vân đều đang cảm ứng địa phương biên giới. Bọn họ có thể cảm ứng được hai cỗ khí tức kinh khủng va chạm với nhau. Hơn 10 cỗ khí tức còn lại, một cái tiếp theo một cái liền biến mất. Sau đó lại là những rung động càng khủng bố hơn truyền tới. Hiển nhiên là động tĩnh do hai đại tồn tại pháp thiên cảnh điên cuồng đánh giết mà tạo thành. Đệ tử thần tộc ta đang bị cường giả yêu tộc tàn sát, rốt cuộc là ai lại có được thực lực như vậy? Sắc mặt của Lãng Thanh Vân và Hiếu Sơ Vân đại biến. Hiếu Sơ Vân đột nhiên đứng dậy, dự định ly khai, đi tới biên giới chi viện cho lão giả pháp thiên cảnh kia. Nào ngờ Cô Hồng Tử đột nhiên nói: đi một người, kẻ còn lại sẽ chết. Sắc mặt Lãng Thanh Vân khẽ biến, khuôn mặt có chút vặn vẹo. Cô Hồng Tử sư huynh nói như vậy là có ý gì? Ý gì sao? Sắc mặt Cô Hồng Tử nhất thời lạnh lẽo, lạnh nhạt nói: người lại là có ý gì, Lãng Thanh Vân? Người cấu kết với Hiếu Mang thần tộc đối phó lĩnh chủ bộ hạ ta, đó chính là tử tội. Ta trấn thủ biên quan, có quyền tiền trảm hậu tấu. Ngày hôm nay lời nói của ta chính là như vậy. Người rời khỏi Cô Hà Thành, Hiếu Sơ Vân sẽ chết ở chỗ này. Hiếu Sơ Vân rời khỏi Cô Hà Thành, người sẽ chết ở chỗ này. Hai người các ngươi đồng thời rời khỏi,
như vậy cả hai sẽ chết ở ngoài thành. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trên mặt hai người, lạnh như băng nói: "Uống trà đi, trà đều nguội cả rồi." Lãng Thanh Vân và Hiếu Sơ Vân ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Yêu Thần Chư Linh sừng sững ở trung tâm Cô Hòa Thành kia, sau đó đồng thời ngồi xuống tiếp tục uống trà. Cô Hồng Tử chính là đại tướng biên cương của yêu tộc, mặc dù thực lực của hắn không sai biệt lắm so với Lãng Thanh Vân và Hiếu Sơ Vân, hai người liên thủ nhất định có thể bắt lấy hắn. Nhưng đại tướng biên cương không chỉ đại biểu cho thực lực cá nhân mà thân mang tiền vốn cực kỳ hùng hậu, đó chính là yêu thần Chư Linh. Cô Hồng Tử khống chế yêu thần Chư Linh của Cô Hòa Thành, chỉ cần một cái đại sát khí này đã đủ khiến cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Yêu thần Chư Linh là đồ đằng đầu linh của Cô Hòa Thành, mấy vạn năm qua đã nhận được vô số yêu tộc Cô Hòa Thành chiều bái tế tự, thủ hộ Cô Hòa Thành. Thành chủ Cô Hòa Thành một đời rồi lại một đời thay đổi, nhưng đồ đằng đầu linh thì chưa từng bao giờ đổi qua. Bởi vậy, tôn yêu thần Chư Linh này mới đại biểu cho chiến lực tối cao của Cô Hòa Thành. Nếu ta liên thủ với Sơ Vân tiền bối, xuất kỳ bất ý giết chết Cô Hồng Tử, lại dùng Kiếu Nguyệt Thần Hống, dùng tiếng thét chấn hồn cùng đánh chết yêu tộc toàn thành, sẽ có thể phá giải yêu thần Chư Linh, khiến cho yêu thần Chư Linh lâm vào ngủ say. Sắc mặt của Lãng Thanh Vân khôi phục lại như thường, trong lòng thầm nghĩ: bất quá cái kế hoạch này tuy là tốt, nhưng tỷ lệ thành công quá thấp. Cô Hồng Tử đối với chúng ta sớm đã có lòng phòng bị, nhận định ta cấu kết với Hưu Mang Thần Tộc, căn bản không có cơ hội đánh lén hắn ta. Hơn nữa, đúng như hắn đã nói, ta với Sơ Vân tiền bối đi một người sẽ chết một người. Nếu cả hai người cùng rời khỏi Cô Hà Thành, càng sẽ phải đối diện với công kích của cô Hồng Tử cùng với yêu thần Chư Linh, sợ rằng cả hai đều phải chết ở chỗ này. Cả hai người lưu lại trong Cô Hà Thành còn có thể kiềm chế được cô Hồng Tử và yêu thần Chư Linh, khiến cho cô Hồng Tử không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu hai người rời khỏi Cô Hà Thành, cả hai đều sẽ phải chết. Bởi vậy lưu lại trong thành mới là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Biên giới Cô Hà Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng Lãng Thanh Vân và Hiếu Sơ Vân đều nghi hoặc không hiểu. Vừa rồi lúc cô Hồng Tử dùng tấm gương kiểm tra tình huống biên giới, nhìn thấy cường giả của Hiếu Mang Thần Tộc đang khống chế lâu thuyền chặn đánh Trung Nhạc, mà ở sau lưng Trung Nhạc còn có một con liên hoa cự mãng khí thế hung hăng đang đuổi theo. Lãng Thanh Vân và Hiếu Sơ Vân cũng đều nhìn thấy rõ ràng, nhưng cả hai cũng đều không nhận biết được con liên hoa cự mãng kia rốt cuộc là vị cự đầu hoặc là trưởng lão nào trong yêu tộc. Trong Đông Hoang, cường giả xa tộc mặc dù không thiếu, nhưng đều là hạng người có mặt có mũi, có danh có tiếng. Ví dụ như nhị đệ tử Xích Luyện Nữ của Sư Bất Dịch chính là cường giả siêu quần bật trụy trong xa tộc, thực lực trên cơ bản có thể ngang vai ngang vế với tồn tại cấp trưởng lão. Bất quá con liên hoa mãng này bọn họ ai nấy cũng đều không nhận ra, trước đây cũng chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ là cao thủ do Sư Bất Dịch phái tới sao? Trong lòng Lãng Thanh Vân khẽ động. Những năm qua, Sư Bất Dịch khổ tâm kinh doanh, chèn ép thế lực của Tam Đảo, Tứ Quan Lục Thành, thủ hạ tụ tập một nhóm lớn, tồn tại cấp trưởng lão, thế lực cực lớn. Còn liên hoa mãng này có thể là cường giả hắn phái ra bảo hộ Long Nhạc, chứ là vì sao hắn lại muốn bảo vệ Long Nhạc đây? Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, con liên hoa mãng kia thật ra không phải là cường giả do Sư Bất Dịch phái tới, mà là tứ sư muội liên tâm của hắn. Cũng không ngờ tới liên tâm đã độc sát cùng ăn tươi Xích Luyện Nữ, đồng thời còn dự định ăn tươi Trung Nhạc nhằm lột xác thành giao long. Hắn lại càng không ngờ tới sở dĩ liên tâm chém giết Long Trời Lở Đất với cường giả pháp thiên cảnh của Hiếu Mang Thần Tộc chỉ là bởi vì nàng muốn ăn tươi Trung Nhạc, mà Hiếu Mang Thần Tộc lại muốn bắt giữ Trung Nhạc mà thôi. Bởi họ có lòng muốn xem một chút tình hình chiến đấu tại biên giới. Nhưng lúc này cô Hồng Tử đã thôi động yêu thần Chư Linh phong tỏa tòa thành trì phương viên mấy trăm dặm này. Nếu bọn họ thật sự muốn chính mình đi xem tình hình tại biên giới, tất nhiên sẽ phát sinh xung đột với yêu thần Chư Linh. Nhổ một sợi tóc chấn động toàn thân, nếu yêu thần Chư Linh hoặc là cô Hồng Tử cho rằng bọn họ có địch ý, chỉ sợ sẽ phát sinh một trận đại chiến xé rách mặt. Tại biên giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cả một phiến núi hoang tại biên giới Cô Hà Thành dưới công kích của hai đại cường giả pháp thiên cảnh cơ hồ đã bị đánh nát thành bột mịn. Cả ngọn núi hoang bị thần thông của hai người san thành bình địa. Thực lực của lão giả pháp thiên cảnh Hiếu Mang Thần Tộc cực kỳ đáng sợ,
tuyệt đối là lão quái vật đã ở trên pháp thiên cảnh hơn trăm năm. Uy lực của hồn binh Nguyệt Luân của hắn cực kỳ đáng sợ, cắt đứt chân thân của Liên Tâm cũng là dễ như trở bàn tay. Mà một kiện hồn binh khác của hắn chính là dòng đại hà kia. Dòng đại hà kia tên là Vũ Dương Hà, là một dòng thần hà ở Tây Hoang. Trong dòng sông đã từng có một đám thần tộc cư trú, bất quá thần tộc này sớm đã bị diệt tuyệt, không còn tồn tại. Mà Vũ Dương Hà cũng bị lão già này cầm đi tế luyện, biến thành một kiện hồn binh. Dòng đại hà này cực kỳ trầm trọng, bất luận là lực cọ rửa hay là trọng lượng cũng đều cực kỳ đáng sợ. Bị dòng Vũ Dương Hà này quét một cái, tất nhiên sẽ ra chóc thịt bong. Càng đáng sợ hơn chính là dòng Vũ Dương Hà này không có hình dạng cố định, có thể thiên biến vạn hóa, có thể tùy ý biến thành bất luận hình thái gì. Độ linh hoạt của dòng đại hà này tương đương với thần thông. Có thể nói, người biết bao nhiêu loại thần thông đều có thể biến kiện hồn binh này thành bấy nhiêu loại hình thái. Hai kiện hồn binh này đều là bảo vật không tầm thường. Dưới sự thúc giục của lão giả pháp thiên cảnh, uy năng phát ra kinh thiên động địa. Hơn nữa, lão giả kia lại càng là hiếu mang thần tộc. Thực lực của luyện khí sĩ thần tộc chính là viễn siêu cùng thế hệ. Bất quá, đối thủ của hắn lại là Liên Tâm. Trong toàn thể Đông Hoang, nàng cũng tính là một trong những cao thủ trẻ tuổi siêu quần bật tuệ nhất, là tinh anh của yêu tộc do sư Bất Dịch, tồn tại cường đại nhất Đông Hoang này, trăm cay nghìn đắng chọn lựa ra. Từ chất ngộ tính của nàng đều có thể liệt trên 10 hạng đầu trong Đông Hoang. Liên Tâm chính là liên hoa mãng dị chủng, độc tính cực kỳ mãnh liệt, thực lực cũng là viễn siêu hơn người cùng thế hệ. Nàng thậm chí còn đã ăn tươi sư tỷ xích luyện nữ của chính mình, hơn nữa còn đã luyện hóa gần phân nửa xích luyện nữ. Mà xích luyện nữ chính là đã thải bổ một vị cao thủ pháp thiên cảnh của Giao Long tộc. Liên Tâm đã luyện hóa hơn phân nửa nàng, có thể tưởng tượng pháp lực của nàng hùng hồn tới mức nào. Thực lực của nàng so với lão giả pháp thiên cảnh này còn cường hoành hơn một bậc, nhưng bởi vì lúc trước khi hành động bất tiện đã bị lão giả pháp thiên cảnh kia cơ hồ xé đôi nhục thân, khiến cho bị trọng thương, thực lực có chút giảm xuống. Hiện tại thực lực hai người cũng không chênh lệch bao nhiêu, có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Trận chiến vì vậy mà cực kỳ kịch liệt. Thanh xả mâu phân nhánh trong tay Liên Tâm chính là binh khí cận chiến cực kỳ sắc bén. Lúc tế khởi chính là hồn binh thiên biến vạn hóa, tới lui như gió. Trong tay nàng không chỉ có một kiện hồn binh này, trước đây nàng từng lột bỏ rất nhiều bộ da rắn. Có bộ được nàng luyện thành trường tiên, lúc tế khởi giống như một con liên hoa mãng, nếu bị quất trúng trên người nhất định là xương gãy gân đứt. Có bộ da rắn được nàng luyện thành cái túi, lúc tế khởi giữa không trung, miệng túi mở ra phốc một tiếng sẽ có thể thu vạn vật vào trong túi. Còn có bộ da rắn được nàng luyện thành túi chứa chất độc, lúc tế khởi không ngừng phun trào ra khói độc, uy lực vô cùng khó chịu, khiến cho lão giả pháp thiên cảnh kia trúng độc cực sâu, không thể không phân ra một tia lực lượng áp chế độc tố. Độc tố của nàng không chỉ ảnh hưởng tới huyết dịch, cơ nhục và thần kinh, làm mềm hóa xương cốt, đồng dạng còn làm ô nhiễm hồn phách và linh, thậm chí là quấy nhiễu tinh thần lực, uy lực cực kỳ đáng sợ. Loại độc tố này thậm chí ngay cả loại đại độc mãng như xích luyện nữ cũng không chống đỡ nổi. Bị nàng cắn một cái, thân thể liền cứng ngắc, ngoan ngoãn bị nàng cắn nuốt. Lão giả pháp thiên cảnh kia đối mặt với loại độc tố này cũng là cực kỳ gian khổ. Cũng may hắn là thần tộc, thể phách và huyết mạch trời sinh có kháng tính cực cao đối với độc tố, cho nên mới không bị độc chết. Hai đại cao thủ chém giết tới mức long trời lở đất, sự cường đại của cường giả pháp thiên cảnh được triển lộ hoàn toàn. Hai người nhiều lần hiện ra nguyên hình, thậm chí hiện ra thiên địa pháp tướng, thân thể vĩ ngạn giống như thần ma điên cuồng chém giết. Bỗng nhiên hai người đột nhiên lại biến thành hình người nhỏ bé, thân người đầu thú cùng nhau đánh giết. Bọn họ khi thì tế khởi nguyên thần, thôi động các loại thần thông, hai chân giẫm mạnh một cái, núi non đại địa dưới chân ầm ầm đổ sụp, núi lửa phun trào, ngay sau đó lại bị san bằng. Hai tay vừa nhấc lên, ngôi sao trên thiên không như mưa nhao nhao nện xuống, giống như ngày tận thế vậy. Ngay sau đó, ngôi sao liền bị đánh nát. Bất luận là núi lửa hay là ngôi sao đều là do pháp lực và phân lộ đồ đằng của bọn họ biến thành. Cả hai người đều đã bị thương, thương thế càng lúc càng nặng. Bất luận là nguyên thần hay là nhục thân đều bị tổn thương nghiêm trọng. Dù vậy, hai người vẫn liều mạng đánh giết, đều muốn nhân cơ hội trước khi chính mình dầu hết đèn tắt, triệt để mà giết chết đối thủ. Trận ác chiến này kéo dài không bao lâu, chỉ có 2 canh giờ, nhưng lại đánh tới mức hai người dầu cạn đèn tắt, vô cùng thê thảm. Liên Tâm đã không còn khí chất thục nữ như trước đây nữa,
thân thể bị đánh tới mức rách nát tả tơi, toàn thân đều là vết thương, thậm chí trái tim cũng bị xuyên thủng. May mà trái tim của nàng hẹp dài, có thể dùng văn lộ đồ đằng phong bế vết thương trên trái tim, không có chí mạng. Mà ba cái đầu ngao của vị lão giả pháp thiên cảnh kia bị chém rơi hai cái, một thân da lông và long lân đã bị đánh tới mức cơ hồ không còn một địa phương nào hoàn chỉnh. Rốt cuộc pháp lực còn sót lại của lão giả pháp thiên cảnh kia không áp chế được độc tính, độc tính xâm nhập vào đại não cái đầu còn lại, thân thể phốc một cái liền ngã xuống đất. Rốt cuộc đã chết rồi. Trong miệng Liên Tâm không ngừng thổ huyết, gian nan đi tới trước mặt lão giả, cánh tay run rẩy vô lực nhấc lên xà mâu cắm vào sọ não của lão giả kia, xuyên thấu cái đầu cuối cùng của hắn. Lão giả kia triệt để tử vong, thân thể bị độc tố hóa thành nước mủ, bí cảnh nguyên thần bành bành nổ tung. Chỉ thấy vô số kiện hồn binh to to nhỏ nhỏ và linh đan rượu dược tán lạc đầy mặt đất. Đạo vũ dương hà của hắn cũng từ giữa không trung rơi xuống, rơi xuống đất hóa thành một dòng đại hà dài tới hơn trăm dặm, áp ra trên mặt đất một con sông lớn. Mà vầng minh nguyệt kia cũng rơi xuống, hóa thành một vầng trăng sáng phương viên trăm mẫu, cũng áp sập mặt đất một tảng lớn. Hai kiện hồn binh này đều không tầm thường, là hồn binh do hắn ngưng tụ tinh hoa cả đời luyện ra. Hiện tại người chết đèn tắt, nhưng hồn binh vẫn còn. Ồ, cái lão giả này bảo bối trên người ngược lại rất nhiều. Trên mặt của Liên Tâm lộ ra thần sắc vui mừng, nàng vù vù thở hổn hển. Nàng chấn áp không được thương thế, trong tai mắt mũi miệng máu tươi cuồng phun. Nàng vội vàng lấy ra một mớ linh đan rượu dược nguyên lành, nhanh chóng nuốt vào. Mặc dù thương thế của nàng cực kỳ nghiêm trọng, nhưng xu thế chuyển biến xấu cũng dần dần chậm lại. Liên Tâm vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, trải qua hơn nửa canh giờ, lúc này mới chấn trụ được thương thế, không tiếp tục chuyển xấu nữa. Long Nhạc sư đệ, hiện tại ngươi là của ta. Nàng có chút gian nan đứng dậy, đi tới hơn 10 dặm, chỉ thấy một con long tương dài hơn 10 trượng đang nằm dưới đáy một cái hố to. Cặp long nhãn to lớn trắng dã, đầu lưỡi thật dài vắt ở bên ngoài, trên người không ngừng chảy ra long huyết, có vết thương đã mục nát, không còn chảy máu nữa. Hiển nhiên con long tương này đã chết, nửa điểm khí tức cũng không còn, thân thể đã trở nên băng lãnh cứng ngắc, thẳng tắp nằm ở nơi đó. Trong cái hố to này còn có một đám hồn binh linh đan lưu nhận tán lạc cắm ở trong bùn đất ở bên cạnh. Hiển nhiên sau khi Long Nhạc chết, nguyên thần tan rã, bí cảnh sụp đổ, hết thảy đám hồn binh và linh đan rượu dược cất giấu bên trong bí cảnh tán lạc ra ngoài. Thật sự đã chết rồi sao? Liên Tâm cười lạnh một tiếng, nhấc lên xà mâu hung hăng cắm vào lồng ngực của con long tương này, xuyên thấu trái tim hắn. Con long tương kia vẫn không chút cử động. Liên Tâm rút ra xà mâu, lại dùng xà mâu nhẹ nhàng phất một cái, đánh bay lưu nhận bên cạnh con long tương ra xa. Xem ra thật sự đã chết rồi. Sư đệ, tu vi của ngươi hơi thấp, dễ dàng tiêu hóa hơn một chút, vẫn là ăn tươi ngươi trước vậy, sau đó mới tiếp tục tiêu hóa sư tỷ. Liên Tâm triệt để yên lòng, thân thể thả lỏng, hóa thành con liên hoa mãng trăm trượng, mở ra cái miệng to như chậu máu, cắn xuống con long tương kia. Ngay tại thời điểm cái miệng lớn của nàng bao phủ con long tương, thân thể long tương đột nhiên cấp tốc thu nhỏ lại mấy chục lần, hóa thành hình người. Ngay sau đó, một đạo thần uy vô cùng nồng đậm đột nhiên phóng thẳng lên cao, một đạo kiếm quang từ trong miệng nàng bạo phát ra, đâm thủng đầu lâu của nàng. Đó là một sợi lông vũ, một sợi lông vũ kim quang sáng lạn, hình dạng giống như một thanh đại kiếm kim sắc. Thần uy trong thanh kiếm lan tỏa ra, phá hư thân thể của nàng, áp chế nguyên thần của nàng. Lớn, lớn, lớn. Trong miệng nàng vang lên tiếng thét lớn, sợi lông vũ hình thái kim kiếm này điên cuồng sinh trưởng, trong khoảnh khắc đã hóa thành cự kiếm 3000 trượng. Kẻ trong miệng Liên Tâm kia tay cầm cự kiếm, phát lực phóng như điên, từ trong miệng nàng trong khoảnh khắc đã chạy tới dạ dày của nàng, rất nhanh đã chạy tới chỗ cái đuôi của nàng, xé rách phần đuôi của nàng mà lao ra. Liên Tâm nhất thời ngẩn ngơ, thân hình khổng lồ dài tới trăm trượng đột nhiên vỡ ra làm đôi, ầm ầm ngã về phía hai bên. Thân thể của Liên Tâm thật sự rất khổng lồ, hai nửa thân rắn rơi thẳng xuống đất, chấn cho mặt đất run rẩy không thôi. Mà ở chỗ cái đuôi của nàng, một người toàn thân đầy máu đứng ở nơi đó, huyết tương như nước từ trên người hắn chảy xuống. Nhỏ, nhỏ. Trung Nhạc vừa ho ra máu vừa hô lớn, cự kiếm dài 3000 trượng nhất thời thu nhỏ lại, chỉ còn kích thước chừng 3 thước, bị hắn cầm lên nhét vào trong đạo quang luân sau đầu. Nhưng đúng lúc này, cái đuôi cự mãng bị cắt thành hai nửa đột nhiên chấp động một cái, hung hăng quất lên trên người của hắn.
Trung Nhạc nhất thời thổ huyết, bị một đuôi quét bay ra hơn 10 dặm, ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Liên Hoa Mãng đã bị cắt thành hai nửa, hai mảnh thân rắn kịch liệt nhảy lên, hung hăng đánh mạnh xuống mặt đất. Mặt đất phương viên mấy ngàn trượng rất nhanh đã bị đánh nát tan tành. Qua một lúc thật lâu, con cự mãng này mới không cử động nữa. Máu tươi trong cơ thể triệt để xói mòn sạch sẽ, cơ nhục và thần kinh đều đã tử vong. Sinh mệnh lực của xà tộc vô cùng cường đại, mặc dù đã chặt đầu, nhưng trong lúc nhất thời nửa khắc cũng sẽ không tử vong. Phải đợi tới lúc máu tươi trong cơ thể chảy hết, thần kinh và cơ nhục đã chết mới thật sự là chết đi. Ở trong đại hoang, loại chuyện này thỉnh thoảng lại phát sinh. Con rắn đã bị chém rơi đầu, cái đầu rắn phơi nắng suốt hơn một canh giờ, nhưng vẫn hoàn toàn chưa tử vong, thậm chí còn có thể nhảy lên cắn người, độc chết người khác. Trung Nhạc chém đôi thân thể liên tâm, trong lúc mừng như điên đã quên mất điểm này, mới trúng phải trọng kích như vậy. Xương cốt toàn thân của hắn cơ hồ đứt gãy toàn bộ, thân thể dùng một loại tư thế quỷ dị nằm dài trên mặt đất, mảnh xương vỡ nát từ trong cơ nhục nứt vỡ xuyên ra, trong huyết sắc mang theo một chút bạch sắc. Không chỉ như vậy, lồng ngực của hắn còn vỡ ra một cái lỗ máu, chính là động khẩu vừa rồi Liên Tâm dùng xà mâu đâm thủng lồng ngực hắn lưu lại. Mặc dù khi đó Trung Nhạc đã hóa thành long tương, nhục thân cực kỳ khổng lồ, nhưng một kích kia của Liên Tâm là đâm vào trái tim của hắn. Vị trí trái tim long tương không tương đương với vị trí trái tim của nhân tộc. Hơn nữa Trung Nhạc đã tu luyện pháp môn tông sư võ đạo, có thể chuyển rời vị trí trái tim của mình, né tránh một kích chí mạng. Bất quá, vừa rồi hắn đã bị một cái đuôi kia đảo qua, vẫn suýt chút nữa đánh nát trái tim của hắn. Làn da xương cốt toàn thân của hắn không có mấy chỗ còn hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả cơ nhục cũng đều bị đánh thành thịt vụn. Thương thế lục phủ ngũ tạng cực kỳ nghiêm trọng, ngay cả sọ não cũng bị lõm xuống một khối lớn. Nếu đổi lại là những luyện khí sĩ khác, bị thương thế thảm trọng như vậy, sợ rằng đã sớm chết đi, mà Trung Nhạc thì vẫn còn hô hấp. Lồng ngực của hắn giống như là cối xay gió vậy, không ngừng hồng hộc hít thở. Tiếng thở dốc dần dần yếu ớt, biên độ lồng ngực phập phồng cũng càng lúc càng nhỏ dần. Sinh cơ trong cơ thể hắn đang chậm rãi xói mòn, ánh mắt dần dần trở nên mê man. Liên Tâm dù sao cũng là cường giả pháp thiên cảnh, một kích nhục thân sau khi chết cũng không phải hắn có khả năng chống lại được. Không chỉ suýt chút nữa đánh nát thân thể của hắn, dẫn tới nguyên thần, hồn phách cấu thành nguyên thần cũng gặp phải trọng kích. Thương thế của hắn là trọng thương chí mạng, năm đại bí cảnh nguyên thần đã bị đánh tới mức rách nát tả tơi. Năng lượng ẩn chứa trong bí cảnh nguyên thần đang không ngừng xói mòn, linh của hắn cũng đang dần dần tiêu tán, bất cứ lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán. Tinh thần lực trong thức hải của hắn cũng bị đánh tan, ý thức càng lúc càng đạm bạc. Nếu hoàn toàn tiêu mất ý thức, vậy thì thật sự sẽ là chết rồi. Đầu óc Trung Nhạc ngây ngây ngô ngô, đần độn, trước mắt càng lúc càng tối dần, ý thức sắp sửa rơi vào trong bóng tối. Hắn mạnh mẽ ngưng tụ một tia tinh thần lực đâm vào bên trong nội đan thú thần trên không thức hải. Tinh khí thú thần nhất thời bạo phát, thổi quét mỗi một chỗ hẻo lánh toàn thân cao thấp của hắn. Sau đó, thân thể của hắn dần dần biến hóa, từ hình người hóa thành một con cự thú long tương dài tới hơn 10 trượng. Tinh khí thú thần cuồn cuộn phóng vọt tới, kích thích cho quanh người hắn mọc đầy long lân, che phủ khắp làn da rách nát. Tinh khí thú thần chảy qua trái tim của hắn, huyết dịch trong trái tim hắn vốn dĩ cơ hồ đã xói mòn sạch sẽ, lúc này nhận được tinh khí thú thần làm dịu, trái tim nhất thời một lần nữa bắt đầu tạo máu. Tinh khí thú thần chảy qua vết thương trên người của hắn, kích thích cho vết thương một lần nữa phá vỡ. Máu tươi từ trong vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ tuôn trào ra. Sau đó, huyết nhục thoáng nhúc nhích, gân da sinh trưởng, dây thần kinh cũng dần dần sinh trưởng trở lại. Gân da bắp thịt, thần kinh, sợi gân đứt đoạn cũng một lần nữa tương liên lại với nhau. Một lúc lâu sau, trong mắt Trung Nhạc rốt cuộc đã có vài phần sức sống, nhưng hắn vẫn không cách nào động đậy, ngay cả một đầu ngón tay cũng không cử động được. Gian nan điều động những cơ nhục và sợi gân vừa mới liên tiếp cùng một chỗ, dịch chuyển xương cốt nối liền lại những đoạn gân xương đã gãy. Bóng đêm chậm rãi hàng lâm, mặt trăng bay lên giữa không trung, ánh trăng pha lẫn với sương sớm từ trên trời giáng xuống, từng điểm ánh trăng chảy vào mi tâm của hắn, làm dịu nguyên thần cơ hồ muốn sụp đổ của hắn. Tới thời điểm hơn nửa đêm, nguyên thần của Trung Nhạc rốt cuộc không còn xói mòn tinh khí nữa. Năm đại bí cảnh không còn xói mòn năng lượng, không chịu khống chế như lúc trước nữa. Một vầng minh nguyệt từ trong mi tâm hắn bay ra, trên dưới xoay tròn xung quanh hắn.
hắn từ hình thái long tương biến trở về thân thể con người, bàn tay phải đã có thể động đậy, bóp động xương cốt cánh tay trái, nối lại những khúc xương gãy. Cảm giác đau đớn nhói tim truyền tới khiến cho hắn cơ hồ lâm vào hôn mê. Trung Nhạc cắn chặt hàm răng, nhất thời nối lại đám xương cốt gãy toàn thân. Mãi cho tới khi thái dương một lần nữa bay lên, hắn mới tiếp nối xong hết thảy những xương cốt gãy nát toàn thân. Thái dương chậm rãi mọc lên, hiện tại là ngày hè, trời nắng chang chang, ánh mặt trời nóng rực. Trung Nhạc nằm giang tay giang chân phơi nắng dưới ánh thái dương chói chang, chỉ thấy vô số đạo quang tuyến không ngừng hội tụ về phía thân thể của hắn. Ánh dương quang thật sự đã biến thành thái dương chi hỏa hừng hực, không ngừng tiến nhập vào mi tâm của hắn. Trong phương viên hơn 10 dặm, ngoại trừ đạo thái dương hỏa trụ rơi xuống kia, những địa phương khác vậy mà không có bất kỳ một tia quang tuyến nào. Một lúc lâu sau, lại có thêm một vầng mặt trời từ trong mi tâm của hắn bay ra, nhật nguyệt song hành chiếu rọi xung quanh thân thể hắn. Thiếu chút nữa là đã chết rồi. Trung Nhạc ngồi dậy, kịch liệt ho khan một trận, nhổ ra từng ngụm máu bầm ở trong cơ thể. Mỗi khi ho khan một tiếng, đều cảm giác được từng cơn đau nhức thấu tim, thấu phổi. Tựa hồ toàn thân bất cứ lúc nào cũng có thể bị chấn động trong lúc ho khan, chấn cho chia năm xẻ bảy. Đám máu bầm này chính là nội tạng của hắn bị thương, tích lũy lại trong phế phủ, bị nhật nguyệt bảo chiếu để luyện ra, bài xích ra ngoài cơ thể. Ngoài mặt làn da của hắn tràn ngập một tầng đốm đen, đó là máu xấu trong huyết dịch trong cơ thể nhật nguyệt bảo chiếu tinh luyện từ trong lỗ chân lông tống ra ngoài. Không chỉ như vậy, ngay cả nguyên thần của hắn cũng nhận được nhật nguyệt bảo chiếu làm dịu ôn dưỡng. Năm đại bí cảnh nguyên thần mặc dù vẫn như cũ rách nát tả tơi, nhưng tình trạng so với đêm qua đã tốt hơn rất nhiều, pháp lực cũng dần dần khôi phục lại, tinh thần lực vỡ nát trong thức hải cũng một lần nữa rèn luyện lại, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là xương cốt của hắn vừa mới tiếp nối lại còn rất yếu đuối. Trung Nhạc không dám đứng lên, lo lắng thoáng dùng sức một chút xương cốt sẽ một lần nữa đứt gãy. Trong bí cảnh thần tài, sinh cơ dần dần tuôn trào ra, lan tràn khắp toàn thân, khiến cho thương thế khôi phục càng nhanh hơn. Trung Nhạc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ: sau khi mở ra bí cảnh nguyên thần, sinh cơ của luyện khí sĩ thật sự cường đại, ngay cả thương thế bậc này cũng có thể sống sót được. Lần này, ngay cả bản thân hắn cũng cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là trước khi chết cố gắng tự cứu chính mình một chút mà thôi, lại không ngờ có thể cứu giúp thành công, quả nhiên kéo chính mình từ trước cửa quỷ môn quan trở lại. Nguyên thần của hắn cũng dần dần khôi phục trở lại, bất quá nghĩ muốn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, sợ rằng phải chờ tới mười mấy ngày sau. Mà nếu muốn không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào, sợ rằng cũng phải hao phí thời gian càng lâu hơn nữa. Đợi tới lúc mặt trời lặn, Trung Nhạc đã có thể đứng dậy. Ngay tại chỗ tiểu tiện một phen, hắn đi tiểu ra đều là máu đen, hơn nữa lúc đi tiểu còn cảm giác được hạ thể cực kỳ đau nhức. Hắn mặc lại quần áo, sau đầu xuất hiện năm đạo quang luân, thu hồi toàn bộ hồn binh của chính mình vào trong bí cảnh. Đại mộng, kẻ nào tỉnh trước, bình sinh ta tự biết được, ngủ ngon, ăn no. Đột nhiên Trung Nhạc chợt nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, chỉ thấy đốm lửa nhỏ trên cây đèn đồng rách nát tả tơi kia đột nhiên sáng lên, từ trên tim đèn nhảy xuống, đi lại một vòng trong bối cảnh nguyên thần của hắn, có chút kinh ngạc nói: Nhạc tiểu tử, thương thế của ngươi vì sao lại nặng như vậy? Tân hỏa từ trong cơ thể nguyên thần của hắn bay ra, đi tới trong thức hải của hắn, nhất thời kinh hô: Người đã làm chuyện thương thiên hại lý gì vậy, lại bị người ta đánh thành như vậy vậy? Thức hải cũng bị đánh nứt luôn rồi, chà chà, nhục thân cơ hồ cũng bị phế luôn. Trung Nhạc không khỏi nổi giận: Tân hóa, ngươi còn nhớ rõ lần trước ngươi nhét cho ta vào trong tầng băng Bắc Hải để cho ta một mình đối mặt với cự bá và thần linh của côn bằng tộc không? Tân hóa nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng nói: Ngươi vẫn còn trong khối băng lục địa tuyết kia sao? Ồ, không phải, ngươi rõ ràng là đang ở trên lục địa mà, nơi này là nơi nào vậy? Hắn mượn hai mắt của Trung Nhạc nhìn lại, quan sát bốn phía một chút, dùng sức ngửi một cái. Thật nhiều thi thể á, khí tức của yêu tộc sao? Ồ, còn có mùi vị của hiếu mang thần tộc nữa này, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trung Nhạc tức giận, nhanh chóng kể lại một lần những tao ngộ của chính mình trong khoảng thời gian này. Tân Hỏa nghe xong không khỏi nhảy dựng lên: Chơi đùa vui như vậy, đáng tiếc, thật đáng tiếc mà, không ngờ lúc này ta lại ngủ. Trung Nhạc nhất thời không biết nói gì, chính mình liều sống liều chết
cơ hồ đã sắp chết đi. Ở trong mắt đống lửa nhỏ này, không ngờ lại là chơi đùa thật vui. Tân Hóa, nơi này có rất nhiều hồn binh khó lường, mau suy nghĩ một chút xem có biện pháp nào thu thập bọn chúng hay không. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía đám hồn binh Trường Hà và Nguyệt Luân kia nói: đám hồn binh này thật sự quá lớn, bí cảnh nguyên thần của ta khẳng định không bỏ vào được, không biết có thể đặt vào trong cây đèn đồng kia của ngươi được không? Không được. Tân Hỏa quan sát không gian chứa dầu thắp một chút, nhìn thấy nửa thanh thần dực đao kia, lắc đầu nói: trong cây đèn đã có kiện thánh khí thần dực đao này rồi, bỏ mấy kiện hồn binh này vào sẽ bị thần uy của thần dực đao đánh tan thôi, không để đặt chung một chỗ được. Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, cau mày nói: như vậy ta làm sao mới có thể mang đám hồn binh này đi đây? Linh thể của hơn 10 gã cao thủ đan nguyên cảnh hiếu mang thần tộc, mỗi một người đều có một hai kiện hồn binh khó lường, mà hồn binh của cường giả pháp thiên cảnh ngoại trừ Vũ Dương Hà và Nguyệt Luân của lão hiếu mang thần tộc kia, còn có xà mâu, trường tiên, túi da rắn, túi nọc độc của Liên Tâm, mà hồn binh tấm sa mỏng của Xích Luyện Nữ cũng ở nơi này. Xích Luyện Nữ ngoại trừ tấm sa mỏng còn có hai kiện hồn binh khác nữa, cũng đều là bảo vật khó lường, mà ngoại trừ hồn binh, linh đan diệu dược và các loại tài liệu khác nữa lại càng là nhiều vô số kể, chồng chất thành núi. Bí cảnh nguyên thần của Trung Nhạc mặc dù không nhỏ nhưng cũng không chứa đựng được bao nhiêu đồ vật. Hồn binh của đan nguyên cảnh và linh thể cảnh ngược lại có thể đặt vào trong bí cảnh, nhưng mỗi một kiện hồn binh cấp bậc pháp thiên cảnh đều to lớn tới kinh người. Chỉ riêng dòng Vũ Hà kia thôi đã có hơn 100 dặm, trọng lượng kinh người, độ dài cũng tương đối kinh người. Nếu có thể luyện hóa đám hồn binh này, ngược lại có thể thu phóng như thường, khiến cho hồn binh trở nên nhỏ hơn một chút. Bất quá đoán chừng ngươi không thể luyện hóa đám hồn binh này. Tân Hỏa khẽ cau mày nói: cái này liền có chút hơi khó rồi. Ngươi có thể quan tưởng ra giao long, hơn 1000 con giao long có thể vận chuyển hết đám hồn binh này rồi. Trung Nhạc không khỏi đau đầu một trận, hắn lại nghỉ ngơi thêm một đêm, pháp lực khôi phục lại không ít, lúc này mới quan tưởng ra giao long. Từng con giao long từ dưới sông bay lên, vác Vũ Dương Hà ở trên lưng, và cần tới 400-500 con giao long mới có thể nâng lên kiện hồn binh này. Mà Nguyệt Luân cũng có kích thước cả 100 mẫu, cũng cần tới hơn 300 con giao long mới có thể nâng lên được. Mà hồn binh của Liên Tâm và Xích Luyện Nữ kích thước mặc dù không kinh khủng như vậy, nhưng trọng lượng cũng là cực kỳ kinh người. Trung Nhạc phải quan tưởng ra 1300 con giao long mới có thể nâng lên toàn bộ đám hồn binh và linh dược tài liệu này. Nhạc tiểu tứ, ngươi đã hái nguyên đan của bọn chúng chưa? Lúc này Tân Hỏa đột nhiên hỏi. Hái nguyên đan sao? Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ. Tân Hỏa nói, luyện khí sĩ đan nguyên cảnh đã có thể ngưng kết ra nguyên đan, ngưng tụ tinh hoa cả đời, là nơi ngưng tụ pháp lực và tinh khí. Nội đan thú thần cũng là một loại nguyên đan. Trước đây khi thần tộc mở tiệc chiêu đãi tân khách cũng đều lấy ra mấy bản nguyên đan yêu thần làm tiệc mời khách kìa. Trung Nhạc nhất thời ngưng trệ, không biết nói gì. Mời khách ăn thôi cũng đã ăn nguyên đan yêu thần, cái này quá xa xỉ. Bản thân hắn chỉ một quả nội đan thú thần cũng phải tiêu hóa lâu như vậy mới tiêu hóa được một vòng, mấy bản nội đan yêu thần cần phải tiêu hóa mất bao lâu đây? Tân Hỏa cười lạnh một tiếng nói, tân khách có thể được phục khi thần tộc đại yến mời chào, tự nhiên đều là địa vị lớn tới đáng sợ rồi, chỉ là mấy bản nguyên đan yêu thần thôi coi là cái gì chứ? Trung Nhạc nghi hoặc hỏi, vậy thần tộc cũng có nguyên đan sao? Ừ, mặc kệ là chủng tộc gì, chỉ cần tu luyện tới đan nguyên cảnh đều sẽ ngưng tụ ra nguyên đan. Cảnh giới càng cao, nguyên đan sẽ càng tốt hơn. Ngay cả nhân tộc các ngươi tu luyện tới cảnh giới này cũng sẽ luyện ra nguyên đan. Tân Hỏa nói, nguyên đan bình thường ẩn giấu bên trong thức hải, sau khi chủ nhân chết đi, dùng tinh thần lực đảo qua một chút, nhẹ nhàng câu một cái thôi sẽ có thể kéo ra được. Loại vật này hữu hình vô chất, lấy ra đơn giản vô cùng. Trung Nhạc đi tới trước thi thể của Liên Tâm, con cự mãng trong trường này sớm đã khí tuyệt bỏ mình, đã bị hắn cắt thành hai mảnh, ngay cả cái đầu của nàng cũng bị cắt ra. Hắn cũng không biết nguyên đan của nữ tử này có còn nguyên vẹn hay không. Tinh thần lực của hắn tuôn ra, sưu tầm một chút trong hai phần đầu, rất nhanh từ trong cái đầu rắn bên trái quả nhiên móc ra được một khỏa nguyên đan. Khỏa nguyên đan này không lớn, chỉ có kích thước cỡ một trái nho, nhưng bên trong lại chất chứa năng lượng cực kỳ dồi dào, so với pháp lực của bản thân Trung Nhạc còn hùng hồn hơn rất nhiều lần. Trung Nhạc thu hồi khoảng nguyên đan này,
tiếp tục sưu tầm bốn phía, lại tìm được từ trong thi thể của cường giả đan nguyên cảnh Hiếu Mang thần tộc bốn khoảng nguyên đan nữa. Kích thước bốn khoảng nguyên đan này nhỏ hơn nguyên đan đầu tiên, hẳn là do tu vi không bằng Liên Tâm. Hắn đi tìm thi thể của lão giả pháp thiên cảnh kia, lại thấy toàn thân vị lão giả pháp thiên cảnh đã bị kịch độc của Liên Tâm biến thành nước mủ, thậm chí ngay cả nguyên đan cũng đã tan rã không còn một mảnh. Độc tính của Liên Tâm quá mạnh mẽ, ăn mòn nhục thân, pháp lực, tinh thần, nguyên thần, ngay cả nguyên đan cũng không thể tránh khỏi độc tính ăn mòn. Xem ra chỉ có 5 khoảng nguyên đan mà thôi. Ồ, còn thi thể của Xích Luyện Nữ nữa kìa. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, đi tới bên cạnh thi thể Xích Luyện Nữ, tinh thần lực quét qua một lần, rất nhanh đã tìm được nguyên đan của Xích Luyện Nữ. Khoảng nguyên đan này còn chưa bị ăn mòn, cuối cùng cũng bị hắn lấy ra. 2 khoảng nguyên đan pháp thiên cánh, 4 khoảng nguyên đan đan nguyên cánh cũng là một khoản thu hoạch không nhỏ, có thể góp đủ một bàn mời khách rồi. Trung Nhạc cũng cảm thấy có chút mỹ mãn. Nguyên thần lục mục tinh thiềm xuất hiện, Trung Nhạc ngồi lên sau gáy tinh thiềm, hơn 1000 con giao long khiêng lên các loại bảo vật nhanh chóng tiến về phía cô Hà Thành. Hiện tại trong thân thể hắn vẫn còn lưu lại các loại tai họa ngầm, không chịu nổi sốc này, tốc độ nguyên thần khôi phục so với nhục thân còn nhanh hơn một chút, cho nên chỉ có thể ngồi lên trên người nguyên thần mà đi. Đám bảo vật này thật sự quá nặng, đã kéo chậm tốc độ di chuyển của hắn. Trung Nhạc ngày đi 3000 dặm phải hao tốn thời gian 4 ngày mới nhìn thấy tòa Đại Hỏa Sơn đứng sừng sững trên cô Hà Thành. Cô Hà Thành nằm trên đỉnh ngọn núi lửa, quang mang huyễn lệ của các loại văn lộ đồ đằng quấn lấy tòa thành lớn này. Từng ngọn tháp cao, tiễn tháp và pháo đài trong thành đều đã bị kích phát. Ngay cả trận pháp phòng ngự trên tường thành cũng đã khởi động. Đám yêu tộc và luyện khí sĩ trong thành đều đứng trên đầu tường và tiễn tháp, trên tháp cao pháo đài, bộ dáng đằng đằng sát khí. Những pho tượng thú thần đứng sừng sững trên tường thành, tựa hồ như muốn sống lại vậy. Từng đạo hoa văn huyễn lệ điêu khắc ngoài mặt đám thú thần này không ngừng lưu động. Đám điêu khắc thanh đồng này vậy mà dãy giụa cái cổ cùng thân thể, mặt hướng về phía bên trong thành, bộ dáng như lâm đại địch. Từng sợi lông xám, chân lưng như châm, như kiếm dựng thẳng lên, nanh vút dữ tợn, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có khả năng khởi xướng công kích. Thời điểm lần đầu tiên Trung Nhạc tới cô Hà Thành, đã biết rõ tòa cô Hà Thành này chính là một kiện lợi khí chiến tranh. Một khi tòa thành trì này đã thôi động, sợ rằng không chết vô số luyện khí sĩ sẽ không thể công kích vào trong thành. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tòa thành trì này khởi động hệ thống phòng ngự và tiến công, quả thật cực kỳ đáng sợ. Không chỉ như vậy, hắn còn nhìn thấy một tôn thần linh thật cao đứng sừng sững tại trung tâm tòa đại thành, chiều cao lên tới 100.000 trượng, uy năng thần linh lan tỏa cuồn cuộn. Đây là một tôn thần nhân bốn cánh, đầu chim thân người, tương tự với nguyên thần của cô Hồng Tử, nhưng so với nguyên thần của cô Hồng Tử thì cường đại hơn không chỉ gấp trăm lần, uy năng chấn áp toàn thành. Đây hẳn chính là đồ đằng đồ linh của cô Hà Thành, là đối tượng mà yêu tộc phương viên vạn dặm xung quanh cô Hà Thành cộng đồng tế tự. Đồ đằng đồ linh và những người tế tự hỗ trợ lẫn nhau. Những người tế tự năm này tháng nọ tiến hành tế tự, duy trì đồ đằng đồ linh không tiêu tán, dừng lại ở thế gian. Mà đồ đằng đồ linh thì thủ hộ những người tế tự, bảo hộ bọn họ không bị ngoại địch giết chết. Lúc này tôn yêu thần chư linh này đang tập trung một nơi nào đó ở trong thành, bộ dáng giống như đang lâm đại địch vậy. Đây là chuyện gì vậy? Lẽ nào cô Hà Thành có địch nhân xâm nhập sao? Trung Nhạc nhất thời buồn bực. Lúc trước tứ đại cao thủ trẻ tuổi kiếm môn đi tới cô Hà Thành, tòa thành trì yêu tộc này cũng không có đánh thức yêu thần chư linh. Vì sao lần này lại đánh thức yêu thần chư linh đây? Lẽ nào kẻ tới lần này so với bốn người bọn Phương Kiếm Các, Phong Vô Kỵ còn đáng sợ hơn nhiều hay sao? Đương nhiên lần kia không có đánh thức yêu thần chư linh, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì cường giả trong thành đông đảo. Yêu tộc cho rằng chính mình tất thắng, không thể nghi ngờ. Hơn nữa, cô Hồng Tử chính là đệ tử không ký danh của môn chủ kiếm môn, cũng muốn thả cho bốn người bọn họ một con đường sống. Trong cô Hà Thành, đám luyện khí sĩ yêu tộc đang nghiêm túc chuẩn bị ở trên đầu tường, chợt nghe được thanh âm vạn mã bôn đằng truyền tới, vội vàng quay đầu nhìn xuống dưới, từng tên không khỏi hoảng sợ. Chỉ thấy trên hoang nguyên, hơn 1000 con giao long khổng lồ ào ào chạy tới, xuyên núi băng rừng, trên lưng khiêng theo từng kiện hồn binh cực kỳ lớn, lao thẳng về phía tòa thành trì ở trên đỉnh ngọn núi lửa. Dẫn đầu đám giao long kia lại là một con ngọc thiềm thừ thật lớn, giống như một hòn núi nhỏ vậy, toàn thân giống như ngọc bích điêu khắc tạo ra. Trên mặt
mọc ra 6 con mắt giống như 6 vầng minh nguyệt vậy, đang nhảy nhót như bay, nhanh chóng leo lên núi. Sao? Đó là... Đám luyện khí sĩ yêu tộc trên đầu tường nhìn thấy đạo thân ảnh trên lưng thiền thử, nhất thời nhao nhao thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: là lãnh chủ Long Nhạc của cô Hà Thành ta, mau mau đi bẩm báo thành chủ. Mấy tên luyện khí sĩ nhanh chóng bay xuống đầu tường, đi tới phủ thành chủ mà bẩm báo. Trong phủ thành chủ, cô Hồng Tử, Lãng Thanh Vân và Hiếu Sơ Vân vẫn như cũ đang giằng co. Ba người đều cảm ứng được tại khu vực biên giới có hai cỗ khí tức kinh khủng ba động một lúc lâu, cuối cùng chỉ còn lại một cỗ, hiển nhiên là có cường giả pháp thiên cảnh đã chết trận, bị một người khác giết chết, chỉ là không biết kẻ đã chết là ai. Đột nhiên cỗ khí tức cường giả pháp thiên cảnh còn lại cũng bất chợt tiêu tán, vậy mà cũng đã chết. Tại thời điểm gã cường giả pháp thiên cảnh này chết đi, ba người bọn họ chỉ có thể cảm ứng được một cỗ thần uy phóng thẳng lên cao. Không biết đã phát sinh biến cố gì, ba người đều lâm và tâm loạn như ma, có lòng chạy tới biên giới kiểm tra, chỉ là lúc này ba người bọn họ đều đang rơi vào cục diện căng thẳng, chỉ có thể ở nơi này mà giằng co. Cô Hồng Tử đã âm thầm phá luyện khí sĩ yêu tộc ra khỏi thành đi tới biên giới kiểm tra. Bất quá trong cô Hòa Thành hiện tại, luyện khí sĩ yêu tộc có thể trưởng khống được tràng diện cũng không nhiều lắm. Luyện khí sĩ đan nguyên cảnh và khai luân cảnh còn phải phụ trách duy trì trận pháp trong thành, không rảnh để thoát thân. Trước đây trong cô Hòa Thành vốn dĩ cũng có cao thủ pháp thiên cảnh, thế nhưng sau khi cô Hồng Tử giết cha cướp đoạt chức thành chủ, các cao thủ pháp thiên cảnh đã bị sư Bất Dịch lôi kéo đi mất. Luyện khí sĩ mà hắn phái ra điều tra tình hình chỉ là luyện khí sĩ thoát thai cảnh, tốc độ hành tẩu rất chậm, từ nơi này đi tới biên giới qua lại hơn 24,000 dặm. Cho tới bây giờ mấy gã luyện khí sĩ yêu tộc kia vẫn còn chưa có trở về. Cô Hồng Tử, ngươi còn muốn vây ta ở chỗ này thêm bao lâu nữa đấy? Lãng Thanh Vân có chút bất đắc dĩ nói: cửa thành cháy, vạ lây cá trong chậu, ta chỉ là một con cá trong chậu mà thôi. Ân oán giữa ngươi và Hiếu Mang thần tộc căn bản không quan hệ gì với ta cả. Bộ dáng cô Hồng Tử không hề quan tâm nói: Lãng sư huynh hoàn toàn có thể rời đi, ta tuyệt không ngăn trở. Ánh mắt Lãng Thanh Vân chấp động đứng dậy, trên trán Hiếu Sơ Vân nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, hột mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ thái dương chảy xuống. Nếu lúc này Lãng Thanh Vân rời khỏi, hắn nhất định sẽ chết, nhất định sẽ bị cô Hồng Tử đánh chết. Nhưng ta lại không muốn đi rồi. Lãng Thanh Vân bật cười ha hả, một lần nữa ngồi xuống. Đúng lúc này, một gã luyện khí sĩ yêu tộc từ ngoài chạy vào, cao giọng nói: khởi bẩm thành chủ, lãnh chủ Long Nhạc đã tới. Sao? Long Nhạc đã tới sao? Cả ba người đều nhất thời cả kinh, hô lên một tiếng. Sắc mặt Lãng Thanh Vân và Hiếu Sơ Vân âm tình bất định, mà tâm tình của Hồng Tử cũng không khỏi có chút hỗn loạn, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại như thường, thở phào nhẹ nhõm một tiếng, lên tiếng nói: mở cửa thành, mời hắn tiến vào, để cho hắn lập tức tới gặp ta. Gã luyện khí sĩ yêu tộc kia vội vàng xưng vâng dạ, xoay người rời đi. Ba người đối diện nhìn nhau một cái, trong lòng đều theo đuổi tâm tư của chính mình, ngồi trong lưng đình tiếp tục uống trà, thưởng thức phong cảnh. Chỉ là phong cảnh có xinh đẹp đến đâu đi chăng nữa, liên tục nhìn suốt 7-8 ngày đều đã sớm nhìn tới phát chán rồi. Qua gần nửa canh giờ sau, bọn họ rút cuộc nghe được tiếng bước chân nặng nề vang lên, bên ngoài còn truyền tới từng trận thanh âm ồn ào. Rất nhiều yêu tộc nhao nhao hô to gọi nhỏ, náo loạn vô cùng. Có kẻ kinh hô, có kẻ thét lên chói tai, có kẻ suy đoán, có kẻ nghị luận, khiến cho người ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lại qua một lúc sau, chợt nghe âm thanh đất đá rạn nứt vang lên, ầm ầm đùng đùng vỡ nát. Ngay sau đó, thanh âm vách tường sụp đổ truyền tới. Cô Hồng Tử cảm giác được phủ thành chủ của chính mình phảng phất như đã bị hủy đi hơn phân nửa. Rốt cuộc, ba vị cường giả nhìn thấy một con lục mục tinh thiềm lớn như một ngọn núi nhỏ tiến vào phiến hoa viên này. Phía sau đi theo hơn 1000 con giao long nâng đỡ từng kiện hồn binh khổng lồ đi vào. Một vầng nguyệt luân phương viên chừng 100 mẫu và từng mảnh da rắn dài tới 100 trượng. Ngược lại không có gì, nhưng dòng Vũ Xương Hà dài tới 100 dặm kia lại khiến cho sắc mặt ba vị cường giả biến đổi, nhất là cô Hồng Tử lại càng là không biết nói gì. Bởi vì rời con sông lớn này vào cô Hòa Thành, dọc đường Trung Nhạc khẳng định đã hủy đi không ít nhà cửa. Ngay cả phủ thành chủ của hắn cũng đồng dạng gặp phải tai ương. Khóe mắt cô Hồng Tử co giật, nhìn chằm chằm Trung Nhạc hỏi: Long Nhạc sư đệ, ngươi không thể để mấy thứ này ở ngoài thành hay sao?
Trung Nhạc từ chân lưng nguyên thần lục mục tinh thiềm nhảy xuống nói: vạn nhất bị luyện khí sĩ khác đoạt mất, ta chẳng phải là thua thiệt lớn rồi hay sao? Cô Hồng Tử nhất thời chán nản: ở trên địa bàn của ta, ai dám cướp đồ của ngươi đây? Trung Nhạc không trả lời, không người thi lễ với ba người nói: Long Nhạc bái kiến thành chủ, bái kiến đại sư huynh, vị này là tế ti áo bảo trắng của Hiếu Mang thần tộc, Hiếu Sơ Vân. Khóe mắt của Hiếu Sơ Vân run rẩy, nhìn chằm chằm về phía nguyên thần lục mục tinh thiềm của hắn, đột nhiên thở ra một ngụm chọc khí thật dài nói: Long Nhạc tiểu hữu, con tinh thiềm này của ngươi là từ đâu mà có vậy? Trung Nhạc nhấp nháy mắt mỉm cười nói: đây là nguyên thần của ta, ta cảm ứng nguyệt linh, lĩnh ngộ ra tinh thiềm chi linh, không biết Hiếu tế tí có ý kiến gì không? Khóe mắt của Hiếu Sơ Vân nhảy lên càng thêm lợi hại nói: không có, trong số những hồn binh trên lưng mấy con song long này của ngươi, có hồn binh của Hiếu Mang thần tộc ta, không biết tộc nhân của ta hiện tại ra sao rồi? Bọn họ sao, đều chết cả rồi. Trung Nhạc bóp cổ tay thở dài nói: hey, trời đố kỵ anh tài, hơn 10 vị nhân huynh kia bởi vì cứu ta, chúng phải độc thủ của tứ sư tỷ liên tâm của ta, đều chết tại biên giới. Còn có một vị nhân huynh pháp thiên cảnh bởi vì cứu ta mà liều mạng với tứ sư tỷ của ta, cuối cùng chúng phải độc thủ của tứ sư tỷ ta. Liên tâm sao? Hiếu Sơ Vân cắn răng một cái, cười lạnh nói: hóa ra là nàng. Lãng Thanh Vân đột nhiên hỏi: tiểu sư đệ, Liên Tâm sư muội hiện tại ở đâu rồi? Trung Nhạc lộ ra thần sắc thống khổ nói: hey, trời đố kỵ anh tài, Liên Tâm sư tỷ bởi vì bảo hộ ta, chúng phải độc thủ của đám người Hiếu Mang thần tộc, chết tại biên giới. Liên Tâm sư tỷ ôn nhu dịu dàng, nhưng lại có một mặt đại công vô tư đạo đức cao thượng. Nàng bởi vì cứu ta mà ác chiến với cao thủ Hiếu Mang thần tộc, liều mạng chém giết, rứt cuộc lực kiệt mà chết rồi. Lãng Thanh Vân và Hiếu Sơ Vân cũng đều tức giận tới mức thân thể run rẩy. Tiểu tử này vậy mà thấy thần nói thần, thấy yêu nói yêu, cùng với một việc lại nói ra hai loại tình huống hoàn toàn bất đồng, hiển nhiên là vì giấu giếm tình huống chân thực lúc đó. Sư đệ, sao ngươi lại có hồn binh của Xích Luyện sư muội vậy? Lãng Thanh Vân nhìn thấy tấm sa mỏng trên lưng sao long, sắc mặt khẽ biến. Ngữ khí của Trung Nhạc càng thêm thống khổ nói: hey, trời đố kỵ anh tài, Liên Tâm sư tỷ thủ đoạn độc ác, đồng môn tương tàn, đánh lén Xích Luyện sư tỷ, ăn tươi Xích Luyện sư tỷ. Cũng may nàng cuối cùng lạc đường biết quay đầu, liều mạng cứu trợ tiểu đệ. Trước khi lâm chung, Liên Tâm sư tỷ đã giao phó hồn binh của nàng và Xích Luyện sư tỷ cho ta, muốn ta kế thừa di chí và tài sản của hai vị sư tỷ. Lãng Thanh Vân nhất thời chán nản, lại hỏi: còn cỗ thần uy kia lại là có chuyện gì xảy ra? Bộ dạng Trung Nhạc mờ mịt: sao, cỗ thần uy gì? Lãng Thanh Vân cắn răng nghiến lợi, sau một lúc lâu đột nhiên cười nói: chết không có đối chứng sao? Vẻ mặt Trung Nhạc tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu một cái, lại nói: bất luận là hơn 10 gã cường giả Hiếu Mang thần tộc kia hay là Liên Tâm Xích Luyện nữ, hết thảy đều đã chết, nguyên thần tan rã, linh hồn tiêu tán. Mặc kệ lúc đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần Trung Nhạc không nói ra thì không người nào có thể biết được. Đây chính là chết không đối chứng. Sự kiện lần này huyên áo cực lớn, hai đệ tử của sư Bất Dịch, Liên Tâm và Xích Luyện nữ song song mất mạng, tuyệt đối là chấn động đông hoang. So với cái chết của Thanh Long quan chủ còn là đại sự kinh thiên động địa hơn một bậc. Mà chuyện này nói như thế nào cũng không tính tới được ở trên đầu của Trung Nhạc. Cái chết của Xích Luyện nữ là họa từ trong nhà mà ra, là bị Liên Tâm giết chết. Tuy Liên Tâm là chết trong tay Trung Nhạc, nhưng nói ra lại có kẻ nào sẽ tin đây? Ai có thể tin tưởng một gã luyện khí sĩ linh thể cảnh lại có thể giết chết một gã luyện khí sĩ pháp thiên cảnh đây? Yêu tộc chỉ có thể đem chuyện này tính lên trên đầu của Hiếu Mang thần tộc, không quan hệ gì với Trung Nhạc, cho nên Lãng Thanh Vân không khỏi phải nói là chết không đối chứng. Tình huống lúc đó, cỗ thần uy đột nhiên bạo phát kia, chỉ cần bản thân Trung Nhạc không nói ra, không kẻ nào có thể biết được chân tướng. Ánh mắt của Hiếu Sơ Vân lạnh lẽo, nhìn chằm chằm về phía Trung Nhạc. Lần này, Hiếu Mang thần tộc tổn thất thật sự quá lớn, gần như tương đương với trận chiến săn giết Thủy Tử An và Trung Sơn Thị Trung Nhạc mấy năm trước đó. Mà trận chiến săn giết Thủy Tử An kia, mặc dù tổn thất đúng là lớn, nhưng cuối cùng
cũng đạt được thành mục đích giết chết được Thủy Tử An. Mà trận chiến này hao tổn hơn 10 vị cường giả linh thể cảnh, đan nguyên cảnh, lại còn tổn thất một vị cao thủ pháp thiên cảnh, lại không thể diệt trừ một tên tiểu bối Long Nhạc này, trái lại khiến cho hắn chiếm được tiện nghi. Cũng may Hiếu Sơ Vân không biết Trung Nhạc và Long Nhạc đều là cùng một người, nếu hắn biết, nó không chừng lại sẽ tức giận tới mức phát điên. Cô Hồng Thành Chú, ngươi bảo vệ được nhất thời, không bảo vệ được một đời, cáo từ. Hiếu Sơ Vân chắp tay với cô Hồng Tử, đi tới bên cạnh Trung Nhạc, ý vị thâm trường nói: Long tộc, ngàn vạn lần không nên rời khỏi phạm vi thế lực của cô Hà Thành. Nếu để cho ta nhìn thấy ngươi ở bên ngoài, bất luận tồn tại gì cũng không thể cứu được ngươi đâu. Cái mũi của hắn rung động, ngửi một chút mùi vị của Trung Nhạc, lạnh nhạt nói: Ta đã nhớ kỹ mùi vị của ngươi rồi, bất luận ngươi đi tới nơi nào cũng khó chạy thoát khỏi sự truy tung của ta. Sắc mặt của Trung Nhạc khẽ biến, chỉ thấy ánh mắt vị trưởng lão hiếu mang thần tộc này lóe lên một đạo quang mang nham hiểm và hung ác. Hắn xoay người rời đi. Lãng Thanh Vân cũng vội vàng đứng lên, mỉm cười nói: Cô Hồng sư huynh đối với ta có thành kiến, xem ra ta cũng không tiện ở lâu, cáo từ. Sư đệ, cái chết của Liên Tâm và Xích Luyện nữ sư muội, ta sẽ đúng sự thật bẩm báo với sư tôn, người có thể yên tâm được. Trung Nhạc mỉm cười nói: Đa tạ cát ngôn của đại sư huynh, nếu đại sư huynh nói không đủ rõ ràng, ta có thể nói với sư tôn kỹ lưỡng hơn một chút, còn có thể giải thích vì sao Hiếu Mang thần tộc lại tới đây tìm ta. Trong lòng Lãng Thanh Vân nhất thời nghiêm nghị, cùng với Hiếu Sơ Vân trước sau rời đi, cô Hồng Tử cũng không ngăn cản, để mặc cho bọn họ rời khỏi. Hắn phất phất tay mấy cái, để cho đám yêu tộc bốn phía lui ra, có chút nghi hoặc hỏi: Sư đệ, trong lời nói vừa rồi của ngươi, tựa hồ có ý uy hiếp Lãng Thanh Vân. Trung Nhạc gật đầu nói: Đúng vậy, Lãng Thanh Vân là gian tế do Hiếu Mang thần tộc xếp vào trong Đông Hoang. Hắn tinh tế giải thích lại mọi chuyện một phen, cô Hồng Tử nghe xong lâm vào trầm mặc, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén nói: Lần này ngược lại là một cơ hội để lật ngã Lãng Thanh Vân. Nếu sư bất dịch trừ đi Lãng Thanh Vân, vậy năm đại đệ tử của hắn chỉ còn lại có ngươi và Lưu Thanh Sơn. Lưu Thanh Sơn chỉ là một tên đầu gỗ, trí thông minh không đủ, tương lai tất nhiên là ngươi sẽ kế thừa vị trí yêu chủ Đông Hoang, trở thành đại lãnh chủ, thống trị toàn bộ yêu tộc Đông Hoang. Trung Nhạc nghe vậy nhất thời tâm động, cao mày nói: Sư huynh, hắn là gian tế của Hiếu Mang thần tộc, chỉ là suy đoán của ta mà thôi, ta cũng không có nửa điểm chứng cứ để chứng minh. Hơn nữa Hiếu Mang thần tộc dám đưa hắn tới đây, chứng tỏ là có thủ đoạn ẩn giấu huyết mạch chân chính của hắn rồi. Không có chứng cứ, căn bản không thể lật ngã được hắn ta. Hơn nữa sư bất dịch căn bản là không tin tưởng ta, nhiều lần còn mượn đao giết người. Hắn sẽ không cho phép ta sống sót quá lâu đâu. Khả năng ta trở thành đại lãnh chủ Đông Hoang thật sự quá thấp. Cô Hồng Tử khẽ nhíu mày, Trung Nhạc đã cười nói: Ý của ta là nếu Lãng Thanh Vân là thần sứ của Hiếu Mang thần tộc, như vậy có thể thông qua hắn biết rõ thần sứ của đại hoang ta rốt cuộc là ai, chỉ cần bắt giữ hắn. Nào ngờ cô Hồng Tử đã đột nhiên nói: Sư đệ, ngươi phiêu bạt ở bên ngoài thời gian dài như vậy, còn không biết nội gian trong kiếm môn đã bại lộ. Cái gì? Nội gian đã bại lộ sao? Hai mắt của Trung Nhạc trợn trừng, thất thanh nói: Nội gian trong kiếm môn ta đã bị bắt giữ rồi sao? Là chuyện từ lúc nào vậy? Nội gian kia rốt cuộc là ai? Là chuyện hơn một tháng trước kia. Cô Hồng Tử nói: Nội gian là tiên thiên linh thể Lôi Hồng của Lôi Hầu Thị. Sao? Lôi Hồng ư? Trung Nhạc nhất thời giật mình, nhớ tới gã nam tử hắc tháp cao lớn thô kệch mạnh mẽ như châu kia. Lôi Hồng mang tới cho người cảm giác quả thật là một tên thô lỗ, nhìn không ra hắn lại là nội gian. Tin tức này thật sự quá mức chấn động. Lôi Hồng chính là hỏa diệu linh thể, tu luyện công pháp Lôi Thị, Lôi Hỏa Đan Sen, thực lực cực kỳ cường đại. Tính tình hắn thẳng thắn hào sảng, đồng dạng như các luyện khí sĩ Lôi Hồ Thị bình thường, đều là hạng người miệng nói nhiều, lòng dạ không xấu. Sở dĩ Trung Nhạc hoài nghi hắn là bởi vì chuyện tình Ngạc Long. Về sau Lôi Hồng cùng với Phương Kiếm Các, Quân Tư Tà và Phong Vô Kỵ chạy tới Đông Hoang giải cứu hắn. Lôi Hồng đã giết chết một gã cường giả pháp thiên cảnh của Hiếu Mang thần tộc. Trung Nhạc cũng không hoàn toàn bỏ đi hoài nghi, trái lại đối với hắn càng thêm hoài nghi hơn. Thân phận của Lôi Hồng đã bị bại lộ là bởi vì hắn muốn ám sát Phong trưởng lão Phong Xấu Trúc. Cô Hồng Tử nói:
Ta thân ở Đông Hoang, tin tức nhận được cũng không nhiều lắm đâu. Chỉ nghe nói là thực lực của Lôi Hồng tiếp cận cự bá, đã tu luyện tới tiêu chuẩn pháp thiên cảnh đỉnh phong. Chỉ cần hắn đột phá tới chân linh cảnh, chính là cấp bậc trưởng lão rồi. Bất quá, bởi vì hắn là tiên thiên linh thể, nguyên thần cường đại không gì sánh được, cho nên thực lực so với một số trưởng lão còn cường đại hơn rất nhiều. Trưởng lão Phong Số Trúc, bởi vì trưởng lão Thủy Tử An đã chết đi, công việc liên lạc với những thế lực khác liền rơi vào trên đầu vai của hắn. Đại thọ 700 tuổi của võ đạo thiên thư Trọng Lê thần tộc ở Nam Hoang, Phong trưởng lão đi tới Nam Hoang chúc thọ, trên đường gặp phải Hữu Mang thần tộc tập sát, suýt chút nữa bỏ mình, may mà được cao thủ Trọng Lê thần tộc cứu thoát. Phong trưởng lão nói, trong những người phục sát hắn có một kẻ là nhân tộc. Nam Hoang nằm tại Nam Bộ Đại Hoang, khí hậu cực kỳ nóng bức. Trọng Lê thần tộc là di tộc của Hỏa Thần, dùng chữ Hạ làm họ, đời đời cư ngụ ở Nam Hoang. Thần tộc này trời sinh khống hỏa, thể phách cực kỳ cường đại, luyện khí sĩ tu luyện võ đạo rất nhiều. Luyện khí sĩ tu luyện tới đẳng cấp cự bá sẽ được xưng là võ đạo thiên sư, thực lực sâu không thể lường. Phong trưởng lão ở bên ngoài du lịch mấy trăm năm, chứng kiến qua thần thông và công pháp nhiều không đếm xuể, ánh mắt phi thường cay độc. Mặc dù Lôi Hồng đã tận lực che giấu thần thông và sở học của mình, nhưng Phong trưởng lão vẫn có thể từ trong chiêu thức của hắn nhìn ra bóng dáng thần thông của kiếm môn ta. Từ đó suy đoán kẻ này nhất định là sở trường thần thông lôi hệ và hỏa hệ. Cô Hồng Tử lại nói, nhưng chuyện này vẫn chưa khiến Lôi Hồng bị bại lộ. Khiến cho hắn bại lộ là Phong Vô Kỵ sắp sửa đột phá pháp thiên cảnh, tu thành chân linh. Nếu Phong Vô Kỵ đột phá, thực lực sợ rằng đủ để sánh vai với cự bá. Bởi vậy Lôi Hồng vô cùng gấp gáp, đã ra hiểm chiêu. Thời điểm hắn đánh lén Phong Vô Kỵ đã bị bại lộ. Phong Vô Kỵ biết rõ nội gian sẽ không dễ dàng để cho hắn đột phá, bởi vậy đã sớm bố trí mai phục dẫn hắn vào trong. Nghe nói thời điểm Lôi Hồng bị bắt, rất nhiều trưởng lão đều đã có mặt tận mắt chứng kiến. Trưởng lão Lôi Sơn của Lôi Hồi Thị ói ra mấy ngụm máu, lâm vào hôn mê tại chỗ. Lôi Hồng liều mạng giết ra kiếm môn sơn, bị các trưởng lão ngăn cản. Hắn chẳng biết từ lúc nào đã lấy trộm huyết diêu kiếm của Lôi Hồi Thị, một trong thập đại hung binh. Trận chiến đó huyền náo rất lợi hại, ngay cả trưởng lão cũng bị hắn đả thương mấy người. Về sau Lôi Hồng thấy không thể thoát được, đã tự sát mà chết đi. Cũng có người nói rằng hắn bị huyết diêu kiếm phản phệ mà chết đi. Tự sát mà chết sao? Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, thất thanh nói, Lôi Hồng tự sát mà chết sao? Cái này sư huynh, Lôi Hồng có hiển lộ ra huyết mạch Hữu Mang thần tộc, hoặc là thi triển ra thần thông công pháp của Hữu Mang thần tộc không? Hoặc là hắn có hiện ra bản thể bản ngao ba đầu không? Nghe nói hắn tự hồ đã thi triển qua thần thông của Hữu Mang thần tộc. Về phần có hiện ra bản thể bản ngao ba đầu hay không, có phải huyết mạch Hữu Mang thần tộc hay không, ta cũng không rõ ràng cho lắm. Cô Hồng Tử thở dài một cái nói, lúc trước trong trận chiến phục sát quân tư ta, có người thiên lý truyền âm thông chi cho chúng ta biết phương vị của quân tư ta. Đạo thanh âm kia trải qua che giấu, không xác định rõ ràng là người phương nào phát ra. Bây giờ suy nghĩ cẩn thận một chút, mặc dù người nó dùng là giọng giá, nhưng trong thanh âm lại hỗn loạn hỏa tính, hỏa khí rất nặng, hơn phân nữa chính là Lôi Hồng rồi. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, trong tứ đại cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn, kẻ khiến cho hắn hoài nghi nhất chính là kẻ thoạt nhìn là một tên thô lỗ Lôi Hồng. Bất quá, Lôi Hồng hiện tại vậy mà đã chết, ít nhiều cũng khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn và khó có thể tiếp nhận. Mặc dù hắn chưa từng chính diện giao phong với thần sứ ẩn giấu trong nội bộ kiếm môn, nhưng hắn lại biết được vô cùng rõ ràng sự lợi hại của kẻ này. Lôi Hồng bị bại lộ dễ dàng như vậy khiến cho hắn cảm thấy trong này tự hồ có chút không thích hợp. Nhưng nếu Lôi Hồng không phải là thần sứ, vậy thì ai có thể khiến cho hắn đi mưu hại Phong Số Trúc? Ai có thể chi phối hắn để cho hắn đi thử diệt trừ Phong Vô Kỵ đây? Tồn tại như Lôi Hồng bậc này, thực lực gần như cấp bậc cự bá, ai có thể khiến cho hắn làm như vậy đây? Sau khi lão đầu tử nghe được việc này, đã từng nói một câu. Cô Hồng Tử than thở nói, hắn nói Lôi Hồng khát vọng quyền lực quá lớn, là một đứa nhỏ ngốc mà thôi. Sao? Đứa nhỏ ngốc sao? Lão đầu tử nói Lôi Hồng khát vọng quyền lực quá lớn là một đứa nhỏ ngốc sao? Đây là lời nói hình dung thần sứ hay sao? Thần sứ có khát vọng quyền lực lớn thì không sai, nhưng tuyệt đối không phải là một đứa nhỏ ngốc được. Trung Nhạc không khỏi giật mình một cái,
Chết không đối chứng, đây mới thật sự là chết không đối chứng. Đúng rồi, sư huynh, sau khi Lôi Hồng chết đi, Thủy Thanh Niên có phản ứng gì? Thủy Thanh Niên là ai? Cô Hồng Tử có chút buồn bực hỏi. Trong đầu Trung Nhạc bùng phát ra từng cái ý niệm. Nếu Lôi Hồng chính là thần sứ của Hiếu Mang thần tộc, ẩn giấu trong kiếm môn, như vậy kẻ liên lạc với Thủy Thanh Niên khẳng định chính là hắn. Lôi Hồng vừa chết, Thủy Thanh Niên khẳng định là không dám tiếp tục lưu lại kiếm môn, tất nhiên sẽ lập tức đào tẩu. Dù sao thân phận chân chính của Thủy Thanh Niên chính là Thiên Tượng Lão Mẫu, là được thần sứ cứu ra từ trong ma khư kiếm môn, an bài nàng xâm chiếm thân thể Thủy Thanh Niên chân chính. Thiên Tượng Lão Mẫu nhất định sẽ lo lắng chính mình bị bại lộ thân phận, nhất định sẽ đào tẩu. Nếu nàng ta vẫn chưa đào tẩu, như vậy Lôi Hồng chỉ là một con khôi lỗi do thần sứ chân chính đẩy ra, thay thế chính mình nhận lấy cái chết mà thôi. Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài. Thần sứ có phải đã chân chính chết đi hay không, chỉ cần trở về kiếm môn, nhìn một cái Thiên Tượng Lão Mẫu có còn ở đó hay không là sẽ có thể biết rõ được. Xem ra ta cần phải trở về kiếm môn một chuyến rồi. Đây nhất định là một thời đại sao động. Trong thời gian một tháng này, tiên thiên linh thể của kiếm môn vẫn lạc một người, mà đệ tử của Sư Bất Dịch cũng đã chết hai vị. Đám hồn binh này ta có thể mang đi cũng không nhiều lắm, nên xử lý như thế nào đây? Trung Nhạc nhìn về phía đám hồn binh chính mình lấy được này, không khỏi đau đầu một trận. Hắn đã dùng thân phận Long Nhạc đạt được đám hồn binh này, tuyệt đối không để dùng thân phận Trung Nhạc sử dụng chúng, bằng không thân phận của hắn cũng sẽ bại lộ. Xử lý đám hồn binh này như thế nào ngược lại cũng là một vấn đề khó khăn. Không bằng đưa dòng Vũ Dương Hà này tới Nhạn Minh Sơn đi. Nhạn Minh Sơn địa thế hiểm trở, dùng con sông này quấn quanh Nhạn Minh Sơn, có thể chế tạo ra một cái trận pháp công phòng nhất thế. Hiện tại mặc dù ta đã có lãnh địa, cũng có nơi cư trú Lão Gia Miếu Ưng Chuẩn Lĩnh, nhưng lại để cho mặc người ta tùy ý ra vào, không giống như thân phận luyện ký sĩ. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động. Này, có con sông này và đám hồn binh này, lãnh địa của ta sẽ có thể chế tạo thành giang sơn thùng sắt được rồi. Có được uy nghiêm của chính mình, khí tượng nguy nga, trở thành thánh địa trong lòng tất cả những sinh linh ở trong lãnh địa của ta. Một cái thánh địa, một vị lĩnh chủ mạnh mẽ hiếu lực là cơ sở để cho các sinh linh trong lãnh địa tế tự. Không có thực lực cường đại, cũng không có một cái thánh địa, nhân tâm sẽ tiêu tán, khó có thể tụ tập lực lượng tế tự. Có thánh địa mà không có lãnh chủ cường đại, cũng không cách nào nhận được chúng sinh tế tự chiều bái lâu dài. Thánh địa và lĩnh chủ mạnh mẽ chính là hỗ trợ lẫn nhau, là điểm then chốt để một đại thế lực hình thành, cũng là điểm then chốt để cái thế lực kia kéo dài không suy. Ví dụ như cô Hà Thành có yêu thần chiên linh, có cô Hồng Tử, có một tòa hùng thành, cho nên mới có thể trấn thủ cô Hà Thành lâu như vậy. Nếu như cô Hà Thành vô chủ, sẽ tạo thành cục diện quần hùng cát cứ, tranh đoạt chức vị thành chủ cô Hà Thành, đại chiến không ngừng, tạo thành dân chúng lầm than, dân tâm tan rã, không người nào tế tự. Một thời gian sau, thần linh tử vong, cô Hà Thành tự nhiên sẽ bị suy bại. Trung Nhạc muốn đặt chân tại Đông Hoang, không có lãnh địa và thực lực mạnh mẽ thì không thể làm được. Ngoài ra, hắn còn cần một cái biểu tượng, cho dù bản thân hắn không có mặt, cũng có thể đại biểu cho lực lượng mạnh mẽ của hắn. Hắn chuẩn bị chế tạo Nhạn Minh Sơn thành một tòa thánh sơn, vận chuyển Lão Gia Miếu tới nơi đó, khiến cho trụ sở của chính mình tương xứng với thân phận của chính mình, khiến cho người ta kính ngưỡng, khiến cho người ta phải kính sợ. Vui vẻ thân dân, uy nghiêm sẽ mất, uy nghiêm mất đi thì chính lệnh khó thông, tế tự không tồn. Chính lệnh không thông, tế tự không tồn thì địa vị khó giữ, khó có thể trường sinh. Ưng Chuẩn Lĩnh quá nhỏ, Nhạn Minh Sơn càng tiếp cận cô Hà Thành hơn. Ngoài ra, sơn thế nguy nga là địa phương tốt để xây dựng một tòa thánh địa. Thời điểm Trung Nhạc trở lại Ưng Chuẩn Lĩnh, không khỏi ngẩn người, chỉ thấy trên Ưng Chuẩn Lĩnh lúc này đã xuất hiện một tòa miếu đài nguy nga lộng lẫy, kiến trúc to lớn phương viên gần một dặm. Trong miếu cung điện tầng tầng, đại điện lớn lớn nhỏ nhỏ san sát, có rất nhiều tòa cung điện còn chưa kiến tạo thành công. Rất nhiều nhân tộc, yêu tộc đang vất vả cần cù làm việc, chạm rồng khắc phượng, làm tới mức khí thế ngất trời. Một nàng nữ tử dung mạo xinh đẹp ngồi trước một tòa đại điện trông coi, còn có mấy nàng nữ tử khác đang vẽ các loại văn lộ đồ đằng huyễn lệ, nói cái gì đó với mấy vị đốc công. Nữ tử trông coi kia chính là Long nữ Uất Chỉ Lệ. Nàng từ xa xa nhìn thấy Trung Nhạc về tới, vội vàng đứng dậy tiến lên nghênh đón nói: "Lão gia." Trung Nhạc gật đầu một cái, thở dài nói: "Đây là Lão Gia Miếu mà ngươi chế tạo sao?"
Uất Chỉ Lệ gật đầu, mỉm cười nói: Nếu không phải thực lực của nhân thú và yêu tộc bộ hạ của lão gia không tốt, lão gia miếu đã sớm xây dựng xong rồi. Lão gia, ta hủy đi của ngươi một tòa lão gia miếu, liền trả lại cho ngươi một tòa mới. Tòa lão gia miếu này, lão gia xem có hài lòng không? Uất Chỉ Lệ đối với Trung Nhạc vốn dĩ có chút không phục, nhưng sau khi trải qua một trường va chạm, nàng đối với Trung Nhạc chính là thật lòng phục tùng. Trước khi Trung Nhạc đi Đông Hải đã phân phó cho nàng trùng kiến lão gia miếu, không nghĩ tới nàng thật sự dụng tâm kiến tạo tòa lão gia miếu này, so với trong dự đoán của Trung Nhạc còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần, cơ hồ giống như một tòa long cung vậy. Hài lòng, hài lòng. Trong lòng Trung Nhạc đại hỉ, mỉm cười nói: Còn mấy vị cô nương kia là... À, các nàng là tỷ muội của Uất Chỉ Thị ta. Uất Chỉ Lệ mỉm cười nói: Chỉ dựa vào một mình ta, ta muốn kiến tạo một tòa miếu đài đại quy mô như vậy thật sự có chút khó khăn, cho nên ta mới dùng đồ đằng chú liên lạc với Uất Chỉ Thị để cho trong tộc phái các nàng tới đây hỗ trợ ta cùng nhau kiến tạo. Uất Chỉ Lệ gọi ba nàng long nữ kia lại để cho ba nàng long nữ bái kiến Trung Nhạc. Ba nàng long nữ vội vàng không người hành lễ nói: Uất Chỉ Phương, Uất Chỉ Phong, Uất Chỉ Tinh bái kiến Nhạc lão gia, Nhạc lão gia cát tường. Uất Chỉ Tinh mỉm cười nói: Đã sớm nghe nói qua uy danh của lão gia, tớ hôm nay mới có thể gặp mặt. Tỷ muội chúng tôi vốn cho rằng lão gia là một lão đầu tử, không nghĩ tớ lão gia còn trẻ như vậy, so với chúng tôi tự hồ còn trẻ hơn nhiều. Trung Nhạc ngạc nhiên hỏi: Các ngươi từng nghe nói qua thanh danh của ta sao? Ba vị long nữ lướt nhìn nhau một cái, mỉm cười nói: Sự tích của lão gia ở trong Long Thành sớm đã lan truyền khắp Đông Hải, chúng ta làm sao có thể không biết được chứ. Chuyện tình lão gia giảng giải Long Đẳng Bách Biến đã khiến cho rất nhiều con cháu long tộc cảm kích ngươi vạn phần. Đang nói chuyện, trong lòng Trung Nhạc khẽ động, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên không trung bay tới một đạo trường hà, nâng đỡ một chiếc thuyền nhỏ chạy trên mặt sông. Đạo trường hà kia bay nhanh về phía Ưng Chuẩn Lĩnh. Trên thuyền đứng năm nàng thiếu nữ xinh đẹp. Chiếc thuyền nhỏ dừng lại bến tàu của lão gia miếu. Đám nữ nhân Thanh Hà, Long Xuân Nhi nhảy xuống khỏi chiếc thuyền nhỏ, hành lễ với Trung Nhạc. Tốc độ của các nàng khá chậm, mặc dù Trung Nhạc đã dừng lại tại biên giới Cô Hà Thành một đoạn thời gian, nhưng các nàng phải tới ngày hôm nay mới về tới nơi. Lão gia, bảo vật do các thế lực đưa tới đều đã bị chúng ta đổi bán rồi, đổi lại thành các loại linh đan rượu dược. Thanh Hà tiến lên phía trước một bước nói: Hiện tại liền giao cho lão gia sao? Trung Nhạc lắc đầu nói: Ta sắp sửa rời tới Nhạn Minh Sơn, tại nơi đó chế tạo một tòa thánh sơn thuộc về bản thân ta, đợi sau khi tới Nhạn Minh Sơn xong rồi lại nói đi. Sao, rời tới Nhạn Minh Sơn ư? Uất Chỉ Lệ vội vàng nói: Tòa lão gia miếu này chỉ vừa mới kiến tạo xong mà. Thanh âm của nàng còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng ngầm vang thật lớn truyền tới. Toàn bộ Ưng Chuẩn Lĩnh vậy mà lắc lư, từ dưới lòng đất bị nhổ lên tận gốc, lắc la lắc lư bay về phía không trung. Uất Chỉ Lệ nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, trong lòng đám nữ nhân còn lại cũng vô cùng kinh hãi, vội vàng nhìn xuống phía dưới chân núi, chỉ thấy hàng trăm con giao long xuất hiện phía dưới Ưng Chuẩn Lĩnh. Từng con giao long giống như hóa thành thực chất vậy, bộ dáng vô cùng sống động, long lân bao trùm khắp bên ngoài thân thể, thậm chí còn có thể nhìn thấy tình hình cơ nhục của những con giao long này vận động dưới bộ long lân, nghe được thanh âm huyết dịch trong cơ thể chảy xiết. Đám giao long này dài tới mấy trăm trượng, vậy mà nâng toàn thể ngọn núi lớn bay lên giữa không trung, bay về phía Nhạn Minh Sơn. Thân hình Trung Nhạc phù không, hai chân không chạm đất, hai tay nâng cao phi hành theo sau Ưng Chuẩn Lĩnh. Người ngoài nhìn thấy là từng con giao long nâng lên chỉnh thể một ngọn núi lớn, mà trên thực tế là hắn đang nâng lên ngọn núi lớn này, là tinh thần lực và pháp lực của hắn hóa thành giao long nâng lên núi non vận chuyển bay đi. Đám nhân công đang kiến tạo lão gia miếu nhìn thấy một màn như vậy nhất thời kinh hồn táng đảm, vừa kính vừa sợ, ánh mắt nhìn về phía Trung Nhạc giống như đang nhìn một tôn thần nhân vậy. Mà Ưng Chuẩn Lĩnh bay trên thiên không, bóng tối bao phủ phương viên hơn 10 dặm, từ phía dưới nhìn lên giống như một đám mây đen che khuất không trung. Dưới đám mây đen là quần long uốn lượn, một màn cực kỳ đồ sộ chấn động. Rất nhiều yêu tộc và luyện khí sĩ ở dưới đất nhao nhao ngẩng đầu ngắm nhìn, chấn động trong lòng có thể tưởng tượng. Vận chuyển vật phẩm nặng ngập vạn cân, trên căn bản một luyện khí sĩ bình thường đều có thể làm được.
nhưng vận chuyển chỉnh thể một ngọn núi, đây cũng không phải là một vạn cân đơn giản như vậy. Một ngọn núi nhỏ thôi cũng đã nặng tới trăm ngàn vạn cân, mà một ngọn núi lớn như Ưng Chuẩn Lĩnh vậy, không sai biệt lắm có trọng lượng ước vạn cân. Dùng pháp lực của chính mình vận chuyển vật nặng bậc này, sợ rằng chỉ có tồn tại cường đại dị thường mới có thể làm được. Bên trong Cô Hòa Thành, từng gã luyện khí sĩ từ xa nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi kinh hãi vạn phần. Cô Hồng Tử cũng đứng trên thành lâu quan sát hành động vĩ đại này của Trung Nhạc. Một gã cường giả đan nguyên cảnh bên cạnh thở dài một tiếng nói: Đông Hải Long Nhạc cự lực rời núi, quả như là thực lực vô cùng bá đạo. Thành chủ, ta nhận được tin tức lĩnh chủ Long Nhạc từ Đông Hải trở về, một đường chém giết hơn 10 cường giả linh thể cảnh yêu tộc, muốn chặn đường hắn trả thù, chấn động toàn bộ hãm không thánh thành, lập ra uy danh hiển hách cả. Rất nhiều đại thế lực đều để ý tới hắn, giao hảo với hắn. Thế lực nhỏ lại càng là tặng lễ, hóa giải ân oán với hắn ta. Một gã cường giả đang nguyên cảnh khác thì nhíu mày nói: Long Nhạc dù sao cũng là Long tộc, tuy cũng có huyết thống yêu tộc ta, nhưng chỉ sợ là gian tế do Long tộc xếp vào Đông Hoang. Hơn nữa hiện tại trong lãnh địa của hắn đã có tung tích của Long tộc, nếu để cho hắn phát triển trưởng thành, sợ rằng sẽ uy hiếp tới địa vị của thành chủ. Thành chủ có cần chèn ép hắn một chút hay không? Cô Hồng Tử vẫn như cũ quan sát Trung Nhạc vận chuyển tòa Ưng Chuẩn Lĩnh kia tới Nhạn Minh Sơn, nghe hắn nói vậy lắc đầu nói: Thế hệ trước của Cô Hòa Thành đã bị Sư Bất Dịch đào đi rất nhiều thế lực đơn bạc, cần phải bổ sung huyết dịch tươi mới. Tu vi của Long Nhạc cương trực mãnh tiến, chắc chắn sẽ trở thành trụ cột mới cho Cô Hòa Thành ta. Tương lai nếu ta chết đi, các người hãy lấy hắn làm chủ, tận tâm tận lực phụ tá hắn ta. Các người đều là những kẻ đi theo ta cùng nhau đánh thiên hạ, là cựu thần của ta. Hắn niệm tình nghĩa với ta sẽ không bạc đãi với các ngươi. Trong lòng mấy vị cường giả yêu tộc bên cạnh nhất thời kinh hãi, vội vàng nói: Thành chủ, đây là có ý gì vậy? Vì sao đột nhiên lại có lời dặn dò giống như di ngôn như vậy? Năm xưa cô Hồng Tử một mình lập nghiệp, chậm rãi quật khởi, chính là đám luyện khí sĩ yêu tộc này ngay từ đầu đã đi theo hắn cực kỳ trung thành và tận tâm. Về sau cô Hồng Tử giết cha, cướp đoạt vị trí thành chủ, đám luyện khí sĩ này cũng tham dự vào trận ác chiến kia, đối với hắn cực kỳ trung tâm. Cô Hồng Tử lắc đầu, nghĩ tới vị lão đầu tử ở trong kiếm môn đại hoang xa xa kia, trong lòng lặng lẽ nói: Trong lòng của ta chỉ có một phụ thân thôi, chính là hắn. Nếu hắn đã chết đi, trái tim ta liền sẽ thoát cương, bị dã tâm cuồng dã chiếm cứ, tùy ý phóng cháy, tranh đoạt quyền lực địa vị. Nhưng ta làm sao có thể nhìn hắn chịu chết mà không đếm xỉa gì tới cho được? Không có hắn liền không có ta. Hắn đối với ta như con, mà ta kính hắn như cha. Ta sẽ dùng thân thể của ta, dùng tính mạng của ta đi báo đáp công ơn nuôi dưỡng, ơn tài bồi của hắn. Trận chiến này tất nhiên là vô cùng hung hiểm, sinh tử khó liệu. Ưng Chuẩn Lĩnh nhanh chóng bay tới trên không Nhạn Minh Sơn, bay tới trên ngọn núi trung tâm nhất, hùng vĩ nhất của Nhạn Minh Sơn. Đột nhiên một đạo kiếm quang từ trong Ưng Chuẩn Lĩnh bay ra, xoẹt một tiếng, chém về phía đỉnh núi. Đỉnh núi bị đạo kiếm quang kia chặt đứt, chỉ thấy một con tinh thiềm sáu mắt cao tới trăm trượng chợt bay ra. Sáu con mắt bắn ra sáu đạo quang mang, giống như nguyệt quang ngân sắc, xoẹt xoẹt đánh nát đỉnh núi. Sau đó, con tinh thiềm mở ra cái miệng rộng, thổi mạnh một hơi thở, đám đá vụn bị chém nát hết thảy bay đi, lộ ra một ngọn núi bằng phẳng. Ưng Chuẩn Lĩnh từ từ hạ xuống, giơ lên trên ngọn núi, chấn cho ngọn núi chấn động không thôi, chầm xuống dưới lòng đất hơn 10 trượng. Đám giao long cõng núi kia bị hai ngọn núi kẹp ở giữa. Đột nhiên, văn lộ đồ đằng ngoài mặt đám giao long chợt biến hóa, hóa thành từng con hỏa long bốc cháy rừng rực, nấu chảy nham thạch chỗ liên tiếp của hai ngọn núi lớn, mạnh mẽ hàn hai ngọn núi lớn lại cùng một chỗ. Sau đó, đám giao long hữu hình vô chất này từ trong lòng núi bay ra, từng con nằm xuống mặt ngoài của ngọn núi lớn này. Văn lộ đồ đằng long hình khắp cả long thân đại phóng quang mang. Tiếp theo, từng con giao long biến mất, phảng phất như là chui vào trong lòng núi vậy. Chỉ thấy ngoài mặt sân thể lưu lại từng đạo long lân đan xen vào nhau, trải rộng khắp bề mặt tòa hùng sơn này. Mà lúc này, trong đại điện trên đỉnh núi, từng đạo long văn bay ra bốn phương tám hướng, lần lượt lạc ấn vào trong lòng núi. Hiển nhiên là Trung Nhạc vận dụng pháp lực bản thân, không ngừng ngưng thực văn lộ đồ đằng ở ngoài mặt sân thể, tiến hành tế luyện ngọn núi này. Trên thành lâu Cô Hòa Thành, cô Hồng Tử đột nhiên nói:
lĩnh chủ Long Nhạc muốn luyện chế một tòa thánh sơn, với bản lĩnh của hắn, sợ rằng phải hao phí thời gian mấy năm mới có thể luyện thành. Chúng ta giúp đỡ hắn một tay. Đám cường giả yêu tộc trên thành lâu nhao nhao không người xưng vâng, cùng với cô hồng tử bay về phía Nhạn Minh Sơn. Hơn 10 cường giả này bay tới giữa không trung Nhạn Minh Sơn, từng kẻ hiện ra nguyên hình, hóa thành cự thú. Giữa không trung chuyển xuống thanh âm cự thú ngâm sướng, chỉ thấy từng con cự thú cắt vỡ huyết quản của tay, máu tươi của cường giả đan nguyên cảnh, pháp thiên cảnh từ trên trời rơi xuống, thấm vào trong tòa hùng sơn này. Máu huyết của những cường giả này tương dung với long văn của Trung Nhạc, lần lượt biến mất bên trong lòng núi, khiến cho văn lộ đồ đằng ngoài mặt thân thể càng thêm rõ ràng, còn xuất hiện thêm rất nhiều văn lộ đồ đằng cự thú. Màn tràng diện này khiến cho người ta chấn động. Trải qua mấy ngày mấy đêm, đám cự thú giữa không trung đình chỉ cung ứng máu tươi cường hóa văn lộ đồ đằng, đều tự mình đình chỉ ngâm sướng. Tới luyện mấy ngày mấy đêm khiến cho nguyên khí bọn họ cũng đã tổn hao rất nhiều. Đa tạ chư vị sư huynh đã tương trợ. Trung Nhạc không người cảm tạ. Khách sáo rồi. Đám cự thú trên không trung nhao nhao hoàn lễ. Trung Nhạc lập tức ngựa không dừng vó, nhanh chóng quan tưởng ra rất nhiều giao long, vận chuyển Vũ Dương Hà tới, để cho dòng đại hà mấy trăm dặm này vần quanh tòa hồng sơn, quấn quanh suốt một vòng. Ngay sau đó, hắn lại chuyển Nguyệt Luân tới, treo lên trên đỉnh núi. Dưới Nguyệt Luân chính là tòa lão gia miếu rộng rãi đồ sộ. Muốn xây dựng một tòa thánh sơn là gian nan tới mức nào đây? Chỉ tế luyện sân thế, bố trí trấn áp hồn binh pháp thiên cánh vẫn còn chưa đủ. Trung Nhạc trên dưới quan sát Nhạn Minh Sơn một hồi. Trải qua tế luyện mấy ngày nay, Nhạn Minh Sơn hiện tại đã rực rỡ hẳn lên, nhưng vẫn như cũ còn kém xa Cô Hòa Thành, càng đừng nói tới thánh địa chân chính như Hãm Không Thánh Thành hay Kiếm Môn. Thánh địa như Cô Hòa Thành đều đã trải qua trên vạn năm tích lũy mới có thể làm tới một bước như hiện tại. Hắn căn bản là không có tiền vốn như vậy. Hiện tại hắn muốn làm là khiến cho có chút khí tượng, chứ không phải là khiêu khích thánh địa Cô Hòa Thành bậc này. Trung Nhạc lại lấy ra những hồn binh còn lại của chính mình đã đạt được. Đại bộ phận đám hồn binh này đều là hồn binh linh thể cảnh, là do hắn dọc theo đường đi giết chết những cường giả linh thể cảnh kia mà thu hoạch được. Ngoại trừ những cái này ra, chính là hồn binh của cường giả Hiếu Mang Thần Tộc, cùng với hồn binh pháp thiên cảnh của Liên Tâm và Xích Luyện Nữ. Trong đám hồn binh này, hồn binh pháp thiên cảnh mặc dù cường đại, nhưng Trung Nhạc lại vô lực tế khởi. Hiện tại hắn chỉ có thể thôi động hồn binh linh thể cảnh. Nếu là hồn binh đan nguyên cảnh, uy lực của hắn có khả năng phát huy ra nhiều nhất cũng chỉ có 3-4 thành mà thôi. Hắn dự định dùng đám hồn binh này để bày trận tương liên với Vũ Dương Hà và Nguyệt Luân, kết hợp với đồ đằng thần trụ, biến chủ phong thành thành một trọng địa dễ thủ khó công. Một tòa trận pháp bao phủ toàn bộ tòa chủ phong lớn như vậy nhất định là cực kỳ phức tạp. Làm sao để bày trận, cái này ngược lại làm khó ta rồi. Trung Nhạc trái lo phải nghĩ, thủy chung cũng không tìm ra một tòa trận pháp thích hợp với chủ phong Nhạn Minh Sơn. Hắn đối với trận pháp cũng không tính là tinh thông, trận pháp từng tu luyện chỉ có lác đác vài loại như đại trận kiếm kén kiếm ti, bắt cực sát trận mà thôi. Liên quan tới trận pháp, Tân Hỏa biết rõ nhiều nhất, để cho Tân Hỏa truyền thụ cho ta một môn trận pháp. Trận pháp mà Tân Hỏa truyền thụ nhất định là cực kỳ cường đại. Trung Nhạc kêu gọi Tân Hỏa giải thích thỉnh cầu của mình, nào ngờ Tân Hỏa lại lắc đầu nói không truyền. Trung Nhạc nhất thời cả giận, hẹp hòi mà. Tân Hỏa cười hăng hắc nói, cũng không phải ta hẹp hòi, mà những trận pháp ta tinh thông đều là trận đại trận thần cấp cả, có truyền thụ cho ngươi, ngươi cũng không dùng được, cũng không lĩnh ngộ được đâu. Huống chi ngươi đã có trận pháp càng thích hợp hơn rồi, cần gì phải cầu ta. Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, sao ta đã có trận pháp càng thích hợp hơn ư? Ta như thế nào lại không biết vậy? Tân Hỏa chỉ điểm cho hắn nói, Đại Nhật Kim Ô Chi Linh, Minh Nguyệt Tinh Thiểm Chi Linh, trong đó để bao hàm trận pháp cả, ngươi chỉ cần lĩnh ngộ thấu triệt được, bố trí một tòa đại trận thủ hộ chủ phong tuyệt đối là không khó khăn gì. Trong đồ đằng Đại Nhật Kim Ô và đồ đằng Minh Nguyệt Tinh Thiểm cũng đều có văn lộ đồ đằng liên quan tới trận pháp, chỉ là tạo nghệ của Trung Nhạc trên phương diện này không sâu. Trải qua quá trình nghiên cứu một phen, phát hiện trận văn tán loạn, khó có thể chủ tính chung toàn bộ trận văn, cho nên mới không tiếp tục thâm nhập nghiên cứu. Hiện tại Tân Hỏa nhắc lại việc này, khiến cho trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc.
trận văn chất chứa trong nhật linh, nguyệt linh tán loạn, không có trận pháp thống nhất có thể tiến hành chủ tính chung, lập thành đại trận. Nếu đã không có biện pháp lập thành đại trận hoàn chính, như thế nào bày trận đây? Ngữ khí của Tân Hỏa buồn bực nói: Sao lại không có trận pháp hoàn chính? Rõ ràng lão đầu tử Kiếm Môn đã truyền thụ cho ngươi trận pháp chi đạo rồi mà. Sao? Môn chủ đã truyền thụ trận pháp chi đạo cho ta sao? Ta như thế nào lại không biết vậy? Trung Nhạc nhất thời giật mình, lẩm bẩm nói: Môn chủ chỉ truyền thụ cho ta Đại Tự Tại kiếm khí và đạo điêu khắc thôi, lúc nào truyền thụ cho ta trận pháp đây? À khoan, đợi một chút nào. Trong đầu hắn khẽ lóe lên, nhớ tới hình ảnh kiếm khí lưu chuyển lúc lão đầu tử điêu khắc ngọc tượng, lại tinh tế hồi ức quá trình chính mình điêu khắc, tâm thần đại chấn, lẩm bẩm nói: Hóa ra hắn thật sự đã truyền thụ cho ta trận pháp chi đạo rồi, ta vậy mà lại không phát hiện ra. Trung Nhạc nhất thời lâm vào điên cuồng, đi tới đi lui trong một tòa đại điện đã xây xong của lão gia miếu, trong đầu bộc phát ra từng tia linh cảm, hắn lẩm bẩm nói: Trận pháp, trận pháp, hóa ra đây chính là trận pháp sao? Trong đầu hắn từng đạo linh quang chợt hiện, xây dựng cấu tứ ra trận pháp. Qua một lúc lâu sau, Trung Nhạc khẽ nhắm mắt lại, tĩnh lặng ngồi xuống, tựa hồ như đang chỉnh lý lại những gì chính mình đã đạt được. Đột nhiên hắn chợt mạnh mẽ mở mắt ra, trong mắt đại phát tinh quang, vươn tay ra chảo một cái. Ngoài đại điện, một gốc đại thụ che trời phá đất bay lên, gốc rễ và tán cây bị kiếm khí vô hình chém rụng, chỉ còn lại thân cây trắng kiện bay vọt vào trong đại điện. Mười ngón tay Trung Nhạc không ngừng bay múa, từng đạo kiếm khí cắt tới cắt lui xung quanh gốc đại thụ này, bào đi vỏ cây, cắt thành từng cây cọc gỗ chiều dài chừng một thước. Cuối cùng chỉ thấy 18 cây cọc gỗ phiêu phù giữa không trung, vô số kiếm khí mỏng như lông tơ đan xen ngang dọc, xuyên tới xuyên lui trong từng cây cọc gỗ. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, không bao lâu sau, 18 cây đồ đằng trụ đã bị hắn điêu khắc ra. Trung Nhạc thu hồi kiếm khí, tinh thần lực tiến nhập vào trong 18 cây ngọc trụ này, chỉ thấy văn lộ đồ đằng trên ngọc trụ phát ra quang mang sáng ngời, hoa văn huyễn lệ từ trong ngọc trụ bắn ra, tổ hợp sắc nhập xung quanh trận pháp, hóa thành một con long quy cao tới 9 trượng. Ở trên lưng long quy, chợt nghe một đạo thanh âm chấn động truyền ra, văn lộ đồ đằng từ trong 18 cây ngọc trụ bay ra, đan xen thành một con đằng xà hơn 20 trượng. Đằng xà vần quanh trên người Huyền Quy chính là Huyền Vũ. Vừa rồi hắn đã đem toàn bộ đồ đằng Huyền Vũ Kim Linh Quyết chia làm 18 phần, điêu khắc trên 18 cây cọc gỗ, điêu khắc thành đồ đằng trụ Huyền Vũ. 18 cây cọc gỗ này nối liền với nhau sẽ có thể thôi động một tòa trận pháp hiển hiện ra Huyền Vũ. Trung Nhạc kinh ngạc nhìn về phía con Huyền Vũ chậm rãi xuất hiện kia. Đây là hắn dùng đồ đằng thần trụ bày trận, bày ra Huyền Vũ Kim Linh trận. Lão đầu tử quả thật đã truyền thụ trận pháp chi đạo cho hắn. Sở dĩ hắn không phát giác ra là bởi vì hắn chưa từng bao giờ nghĩ qua phương diện này. Huyền Vũ Kim Linh Quyết chỉ là một môn thần thông phòng ngự, thần thông sao lại có thể là một tòa trận pháp cho được? Nhưng dùng đạo điêu khắc mà lão đầu tử truyền thụ cho hắn, sẽ có thể biến môn thần thông phòng ngự này thành trận pháp công phòng nhất thể. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Trung Nhạc đột nhiên đánh ra một quyền về phía tòa Huyền Vũ trận này, chỉ thấy thân thể con Huyền Vũ to lớn không gì sánh được kia đột nhiên chấn động. Các loại văn lộ đồ đằng trên lưng long quy nhất thể sáng lên, chống đỡ lực lượng của hắn, mà cánh chim đằng xà vỗ mạnh, thân thể du động, hòa tan mất lực lượng một quyền này của hắn. Thân hình của Trung Nhạc không ngừng di chuyển, quyền đánh như mưa, nhanh chóng chuyển động xung quanh Huyền Vũ đại trận. Trong một cái hô hấp, hắn đã đánh ra hơn 50 quyền, toàn bộ đều oanh kích lên Huyền Vũ Kim Linh trận. Long quy giống giận, đằng xà hí dài, theo quyền pháp của hắn càng lúc càng dày đặc, con Huyền Vũ này rốt cuộc không chịu được, dầm một tiếng vỡ nát. Cùng lúc đó, 18 cây đồ đằng thần trụ ở trên mặt đất kia cũng nhao nhao vỡ nát, hóa thành bột mịn. Tân Hỏa không khỏi bị dọa cho sợ hết hồn. Nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt rồi sao? Ngộ tính của tiểu tử này ngược lại càng lúc càng cao rồi. Ta vốn cho rằng hắn cần phải cân nhắc ít nhất 10 ngày mới có thể nghĩ thông suốt được, lĩnh ngộ ra ảo diệu của trận pháp chi đạo. Huyền Vũ Kim Linh Quyết chỉ là một loại thần thông phòng ngự bình thường ở trong kiếm môn, nhưng sau khi biến thành trận pháp, không ngờ lại có uy lực kinh người như vậy. Thừa nhận của ta hơn 100 quyền mới bẻ nát ra. Nếu đổi lại là kim ô hoặc là tinh thiềm thì sao đây? Trung Nhạc vừa nghĩ tới đây, thân thể khẽ chấn động một cái. Nghĩ tới đám trận văn tán loạn chất chứa trong nhật linh, nguyệt linh kia, kết hợp với hình thái kim ô và tinh thiềm,
sau đó xác minh với đạo điêu khắc bố trận, chỉ thấy trong đầu rộng mở, trong sáng. Trận pháp cũng chính là thần thông. Nếu chia thần thông kim ô hoặc thần thông tinh thiểm ra làm nhiều phần, xe chắn, ra lẻ, như vậy đám trận văn tán loạn kia liền không còn là thứ không thể nghiên cứu nữa. Những địa phương trước đây hắn không nghĩ ra, lúc này rút cuộc cũng thấu hiểu quán thông. Trung Nhạc bật cười ha hả. Trước đây hắn nhìn những huyền cơ chất chứa trong Nhật Linh, chỉ thấy trận văn thâm ảo, khó hiểu nhất, như thế nào cũng không thể bố thành trận pháp được. Nhưng vừa nghĩ thông suốt điểm này, ảo diệu của trận pháp nhất thời thể hiện ra vô cùng rõ ràng. Trận pháp cũng là thần thông, thần thông cũng là trận pháp. Lĩnh ngộ ra ảo diệu ở bên trong, các loại nan đề trận pháp đều có thể giải quyết dễ dàng. Tân Hỏa nhịn không được đả kích nói: Nhạc tiểu tứ, người lĩnh ngộ ra thần thông cũng là trận pháp, như vậy vẫn chưa được đâu. Trận pháp thần cấp chân chính, biến hóa chất chứa trong đó gần như là vô cùng vô tận, đại biểu cho thần thông chất chứa trong trận pháp thần cấp cũng là vô cùng vô tận. Hiện tại ngươi bất quá mới chỉ vừa mới chạm tới da lông mà thôi, vẫn còn sớm mà. Trong lòng Trung Nhạc vui mừng vô hạn, hắn mỉm cười nói: Ta biết rõ tạo nghệ trận pháp của chính mình vẫn còn rất thấp, bất quá một khiếu thông, trăm khiếu thông. Hôm nay ta thông cái khiếu này, tương lai sẽ có thể thông trăm khiếu kia, một ngày nào đó ta cũng có thể bố trí ra đại trận thần cấp được. Ngay sau đó, hắn tính hạ lại tâm thần, suy tư ảo diệu của trận văn Nguyệt Linh. 7 ngày sau, Trung Nhạc không tiếp tục phỏng đoán trận văn nữa, mà là quan tưởng ra Nguyệt Linh, suy đoán thần thông Nguyệt Linh. Cuối cùng, Trung Nhạc đứng dậy, gọi chúng nữ tới, lệnh cho các nàng đi thu thập 108 cây thạch trụ. Mỗi một cây thạch trụ đều mài nhẵn chỉnh tề, chiều cao 36 trượng, chiều rộng 9 thước 7 tấc, làm thành hình dạng cánh hoa. Trong lòng đám nữ nhân Thanh Hà, Uất Chỉ Lệ nghi hoặc, dựa theo lời căn dặn của Trung Nhạc, đi tới sân mạch bên cạnh thu thập đá tảng mài thành thạch trụ. Đám nữ nhân này đều là luyện khí sĩ, xử lý loại sự tình này đối với các nàng mà nói cũng không tính là khó khăn. Chỉ mấy canh giờ sau, 108 cây thạch trụ đều đã được mài xong. Trung Nhạc hành tẩu khắp các nơi trên chủ phong tìm kiếm thiết điểm của trận pháp. Sau khi tìm ra các thiết điểm, hắn liền cắm xuống từng cây thạch trụ. Đợi sau khi tìm ra 107 cái thiết điểm trận pháp, chỉ còn lại một cây thạch trụ cuối cùng bị hắn cắm xuống phía trước chính điện lão gia miếu. Trung Nhạc ngồi bên trong chính điện, hai mắt nhắm lại, tâm niệm nhất động, chỉ thấy trong mi tâm của hắn bay ra từng đạo kiếm khí, không ngừng xoay tròn, điêu khắc xung quanh từng cây thạch trụ. Từng mảnh đá vụn rào rào rơi xuống, trên thạch trụ dần dần hiện ra từng đạo hoa văn đồ đằng kỳ dị. Lão gia đang làm gì vậy? Đang bày trận sao? Đám long nữ Uất Chỉ Lệ vô cùng tò mò quan sát đám thạch trụ kia, chỉ thấy hoa văn trên mấy cây thạch trụ càng lúc càng nhiều, nhưng cũng không có một đạo văn lộ đồ đằng nào là văn lộ đồ đằng hoàn chỉnh cả. Toàn bộ đều là văn lộ đồ đằng không trọn vẹn. Nếu quả thật lão gia đang bày trận, sao có thể dùng những văn lộ đồ đằng không trọn vẹn này được? Chúng nữ nhao nhao cười nói: Trận pháp này của lão gia đoán chừng là không xong rồi. Văn lộ đồ đằng không trọn vẹn cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Không trọn vẹn, không đầy đủ sẽ không có uy lực. Uất Chỉ Lệ thì lại thận trọng nói: Lần này lão gia bày trận thất bại, đoán chừng cũng có thể cần chúng ta đi thu thập đá tảng mài thạch trụ. Chúng ta vẫn là sớm đi thu thập đá tảng trước đi, tránh cho tới lúc không kịp chuẩn bị. Chúng nữ nhao nhao xưng phải, nhanh chóng bay ra khỏi chủ phong, đi tới một ngọn núi gần đó khai thác đá tảng. Không bao lâu sau, Trung Nhạc đã điêu khắc hoàn toàn 108 cây thạch trụ, dùng tinh thần lực của chính mình dung nhập vào trong đó, tiến hành tế luyện một phen. Sau đó hắn lại lấy ra một đám hồn binh chính mình thu thập được kia, từng cái cắm lên bên trên đám thạch trụ. Đợi tới lúc chúng nữ vận chuyển từng cây thạch trụ mới trở về, sắp xếp chỉnh tề trên chủ phong, liền thấy Trung Nhạc đang treo kiện hồn binh pháp thiên cảnh, song xoa xả mâu lên trước tấm biển chính điện. Lão già treo như vậy nhìn không đẹp chút nào cả. Uất Chỉ Lệ mỉm cười nhắc nhở một câu, nhưng Trung Nhạc lại lắc đầu nói: Kiện hồn binh này chỉ có thể treo ở đây, đặt ở vị trí khác sẽ mất đi hiệu lực. Thanh Hà khẽ đảo chuyển cặp mắt, cười tủm tỉm hỏi: Lão già đã bố trận xong chưa? Còn kém một chút nữa, còn thiếu một chút năng lượng. Từ trong mi tâm của Trung Nhạc bay ra từng viên nguyên đan, tổng cộng 6 khoảng nguyên đan, lần lượt bay về phía 6 cái phương vị trên chủ phong. Trung Nhạc không khỏi than thở:
Trong 6 khóa nguyên đan này, chỉ có 2 khóa là nguyên đan pháp thiên cảnh. Nếu cả 6 khóa đều là nguyên đan pháp thiên cảnh thì là viên mãn rồi. Hiện tại tòa đại trận hộ sơn này đã thành công. Chín nàng thiếu nữ ở một bên cười trộm không thôi. Long Sơn Nhi dù sao cũng thiện lương một chút, không nhịn được nói: "Lão gia, các nàng đang nói lão gia bày trận thất bại rồi, đều đang cười trộm lão gia kìa. Mọi người còn nói lão gia dùng chính là văn lộ đồ đằng, không trọn vẹn, không có nửa phần uy lực." Trung Nhạc nhất thời yên lặng, mỉm cười nói: "Quất Chỉ Lễ, ngươi đi mời thành chủ cô Hồng Tứ từ xa xa đánh ra một kích về phía Thánh Sơn ta. Cứ nói ta muốn xem một chút xem trận pháp phòng ngự của Thánh Sơn như thế nào." Lão gia khẳng định muốn đi mời thành chủ xuất thủ sao? Quất Chỉ Lệ bật cười nói: "Lão gia bố trí lâu như vậy, vạn nhất không thành công, chủ phong chúng ta ngược lại bị vỗ nát rồi, vậy thì kêu trời, trời không đáp, gọi đất đất không nghe rồi." Trung Nhạc phất phất tay, có chút tức giận nói: "Cho dù có thất bại, ta cũng không tới mức khóc đâu. Huống chi trận pháp do ta bố trí, trong lòng ta tất nhiên hiểu rõ, nhất định sẽ không thất bại. Mau đi nhanh đi." Quất Chỉ Lệ đang muốn rời đi, Thanh Hà đã vội vàng tiến lên, thấp giọng nói: "Cô Hồng Thành Chủ là tồn tại mạnh mẽ vô biên, cường giả cấp cự đầu. Lệ tỷ tỷ nhớ nói thành chủ xuất thủ nhẹ tay một chút. Một là lão gia đã khổ cực lâu như vậy, lưu cho lão gia một chút mặt mũi. Hai là nơi này dù sao cũng là địa phương chúng ta trú đóng, vỗ nát rồi thì ở đâu đây?" Quất Chỉ Lệ gật đầu, mỉm cười nói: "Ta tự có chừng mực, các ngươi cũng không cần tiếp tục chế giễu nữa đâu. Đợi sau khi từng cây thạch trụ của lão gia bị chấn nát rồi, hắn sẽ biết rõ trận pháp không phải dễ chơi đùa như vậy. À đúng rồi, đến lúc đó các ngươi chú ý một chút đi, phải cẩn thận an ủi, tránh cho lão gia gặp phải đả kích nặng." Một lúc sau, Uất Chỉ Lệ đi tới cô Hà Thành cầu kiến cô Hồng Tử, nói rõ ý đồ tới. Cô Hồng Tử kinh ngạc nói: "Sao, mời ta ra tay thử trận ư? Lão gia của các ngươi thật to gan." Uất Chỉ Lệ mỉm cười nói: "Chúng ta cũng đã khuyên bảo lão gia, nói trận văn của hắn có vấn đề, chỉ là hắn lại không nghe khuyên giải, một lòng muốn mời thành chủ xuất thủ. Kính xin thành chủ xuất thủ lưu lại mấy phần nhân tình, chỉ cần chứng minh trận pháp của hắn không tốt là được rồi, cũng đừng tổn thương các sinh linh ở trên núi." Cô Hồng Tử lướt nhìn nàng một cái nói: "Người ngược lại là một đội tử hiền lành á." Sắc mặt Uất Chỉ Lệ nhất thời đỏ bừng, trái tim như nai con chạy loạn, trong lòng thầm nghĩ: "Còn chưa phải đâu." Thân hình cô Hồng Tử phủ không, từ xa xa nhìn về phía chủ phong Nhạn Minh Sơn, cũng không vội xuất thủ. Uất Chỉ Lệ cũng đồng dạng bay lên giữa không trung, trong lòng có chút hồi hộp. Sau một hồi, cô Hồng Tử cất tiếng than thở: "Đây là trận pháp do lão gia các ngươi bố trí sao? Quả nhiên là khí tượng xâm nghiêm." Uất Chỉ Lệ từ xa xa nhìn về phía chủ phong, hồn nhiên không nhìn ra khí tượng xâm nghiêm ở chỗ nào, trong lòng càng thêm buồn bực. "Không tầm thường, không tầm thường. Long Nhạc sư đệ đã đạt được thành tựu không nhỏ trên phương diện trận pháp rồi. Bố trí trận pháp có trận, có khí, có nguyên, câu thông trận, khí, nguyên. Dùng đoạn văn bày trận, dùng khí tương liên, dùng nguyên cung cung ứng năng lượng, là một tòa trận pháp ứng kích không tệ. Gặp phải nguy hiểm liền tự động ứng kích, chủ động kích phát trận pháp phòng ngự công kích kia." Cô Hồng Tử quan sát một phen nói: "Cái này đã có thể gọi là pháp trận rồi, không phải là trận pháp đơn thuần." Uất Chỉ Lệ nghe cái hiểu cái không, cô Hồng Tử nhẹ giọng nói: "Mở trận chỉ là tài trí bình thường, bày trận là anh tài, bày bố pháp trận chính là thiên tài rồi." Sau đầu hắn đột nhiên hiện ra một cái cự thủ xa xa vươn về phía Nhạn Minh Sơn. Cự thủ này chính là do pháp lực và văn lộ đồ đằng biến thành, phương viên gần trăm mẫu. Thiên địa pháp tướng, pháp thiên cảnh được vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn trong một trường này. Trong khoảnh khắc, cự thủ này đã bay tới trên không chủ phong Nhạn Minh Sơn, mạnh mẽ đè xuống dưới. Ầm ầm. Tốc độ cự thủ quá nhanh, vậy mà ma sát với không khí, mang theo liệt hỏa hừng hực, lôi kéo hỏa quang đánh thẳng về phía chủ phong Nhạn Minh Sơn, giống như một quả vân thạch cự đại đang rơi xuống vậy. Quất Chỉ Lệ nhất thời kinh hãi, gấp rút nói: xin thành chủ, thủ hạ lưu tình." Thanh âm của nàng còn chưa dứt, đột nhiên trên chủ phong 108 cây thạch trụ nhất thể sáng lên. Trận văn trên đám trụ thạch trong nháy mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Đám trận văn này đều là những trận văn không trọn vẹn,
các văn lộ đồ đằng từ trung tâm thạch trụ lan tràn ra giống như hồ điệp vậy, không ngừng vũ động ở trên không trung. Ong, thanh âm ong ong vang lên, từng đạo trận văn không trọn vẹn bắt đầu liên tiếp với đám hồn binh do Trung Nhạc nhìn như tùy tiện bố trí ở các nơi ở trên chủ phong kia. Từng kiện hồn binh bị đám trận văn đứt gãy kia liên tiếp lại, đám đoạn văn nhất thời liền trở nên hoàn chỉnh. Khoảnh khắc này chỉ thấy vô số văn lộ đồ đằng huyễn lệ tương liên với đám hồn binh bố trí xung quanh chủ phong, cấu thành một dị tượng khủng bố, hóa thành một con tinh thiểm cự hình so với chủ phong còn cao hơn, còn khổng lồ hơn. Sáu con mắt của con tinh thiểm này giống như sáu vầng minh nguyệt, một con mắt trong đó là hồn binh pháp thiên cảnh Nguyệt Luân, đại phóng quang mang. Địa phương ánh mắt nhìn tới, quang trụ phóng thẳng lên cao, oanh kích về phía đại thủ đang đè xuống kia. Mặc kiện hồn binh pháp thiên cảnh xà mâu treo ở trước chính điện lão gia miếu kia lại phảng phất như biến thành cái lưới dài của con lục mục tinh thiềm cự hình này, chiều dài lên tới mấy trăm trượng, từ trong miệng cự cáp bắn thẳng ra xuyên thấu qua cự thủ. Không chỉ như vậy, dòng Vũ Dương Hà vần quanh chủ phong kia đột nhiên chấn động bay thẳng lên không trung, đại hà đầu đuôi tương liên uy năng cũng đồng thời bị kích phát, gào thét chuyển động xung quanh chủ phong, bất cứ lúc nào cũng có khả năng phát động công kích. Giữa sườn núi còn có một cái túi da rắn bị pháp trận kích hoạt, hóa thành liên hoa cự mãng quấn quanh giữa sườn núi, cái đầu ngẩng lên thật cao, trong miệng phát ra thanh âm tê tê phảng phất như là cự mãng vần quanh trên lưng lục mục tinh thiềm. Lại có một tấm sa mỏng từ giữa sườn núi bay lên như vân thải phiêu đãng, ẩn giấu sát cơ. Từng món hồn binh linh thể cảnh, đan nguyên cảnh bị pháp trận kích hoạt lần lượt bạo phát ra uy lực thủ hộ chủ phong. Cự thủ của cô Hồng Tử vừa mới vươn tới đã bị trận pháp đánh cho nổ nát, tiêu tan thành mây khói. Uất Chỉ Lệ ngây người như tượng, ngây ngốc đứng ở sau lưng cô Hồng Tử, mà trên chủ phong đám thiếu nữ Thanh Hà, Long Xuân Nhi, Uất Chỉ Phương cũng là ngây người nói không ra lời. Trong suy nghĩ của các nàng, trận pháp do Trung Nhạc lung tung bố trí căn bản không có khả năng có bất kỳ uy lực nào, nhưng hiện tại trận pháp vậy mà đã thành, hơn nữa còn có được uy năng không thể tin nổi, thậm chí ngay cả công kích của cô Hồng Tử cũng có thể ngăn cản được, cái này thật sự không thể tin nổi. Lão đầu tử, truyền thụ cho ta đạo điêu khắc quả nhiên thâm ý sâu sắc mà. Trung Nhạc không khỏi cảm khái một tiếng, sau đó hắn bắt đầu chạy loạn khắp nơi, tinh thần lực thâm nhập vào trong lòng núi, tìm tới chỗ đám nguyên đan kia, kiểm tra độ tiêu hao năng lượng của nguyên đan. Vừa rồi tòa tinh nguyệt đại trận hộ sơn này bạo phát chủ yếu là dựa vào 6 khỏa nguyên đan này cung cấp năng lượng, cũng không phải do hắn kích phát ra. Nguy hiểm vừa tới, trận pháp nhất thời ứng kích khởi động, hấp thu năng lượng trong nguyên đan, khiến cho trận pháp bạo phát uy lực. Bởi vậy nguyên đan chính là cực kỳ quan trọng. Hiện tại hắn muốn kiểm tra xem đám nguyên đan này có thể duy trì được bao lâu. Tinh thần lực của Trung Nhạc đảo qua, chỉ thấy đám nguyên đan này đều nhỏ đi một vòng, không khỏi khẽ nhíu mày nói: đám nguyên đan cường giả đan nguyên cảnh pháp thiên cảnh này nhiều nhất chỉ có thể duy trì được nửa canh giờ, công kích xong sẽ cạn kiệt năng lượng, trận pháp này sẽ không còn uy lực nữa. Xem ra tòa trận pháp này là một cái miệng nhà giàu rồi, chỉ dựa vào mấy khỏa nguyên đan này căn bản là không kiên trì được bao lâu. Tinh nguyệt đại trận này cũng là một tòa trận pháp công kích, kẻ tới phạm sẽ bị trận pháp công kích, dùng nó ứng đối công kích của cường giả pháp thiên cảnh thì được, nhưng lại không cách nào kéo dài. Hơn nữa bản thân nguyên đan cũng sẽ chậm rãi tiêu hao, không ngừng có tinh lực tinh khí xói mòn. Mấy khỏa nguyên đan này chỉ kiên trì thời gian mấy năm, năng lượng sẽ xói mòn sạch sẽ. Nguyên đan pháp thiên cảnh có thể kiên trì lâu hơn một chút, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì thời gian 7-8 năm mà thôi. Ta còn cần càng nhiều nguyên đan tầng thứ càng cao hơn làm đồ dự bị, khiến cho trận pháp duy trì thời gian càng lâu. Chỉ là đi đâu tìm nguyên đan càng nhiều hơn càng tốt hơn đây? Trung Nhạc nhất thời lâm vào suy tư, mà Tân Hỏa thì trở nên hưng phấn kêu lớn: Nhạc tiểu tử, đi đánh chết càng nhiều cao thủ dĩ nhiên sẽ có thêm nhiều nguyên đan rồi. Trung Nhạc tự động không đếm xỉa tới đề nghị của hắn, trong lòng thầm nghĩ: lần này có thể đạt được nhiều nguyên đan như vậy chỉ là may mắn nhất thời, nếu vẫn luôn trông cậy vào may mắn như vậy lần sau chính là chết lành ba lành bành rồi. Hắn đình chỉ kiểm tra, quay trở lại chính điện, vươn tay ra khẽ nhấn một cái, chỉ thấy 108 cây thạch trụ trên toàn bộ tòa chủ phong từ từ chầm xuống, chìm vào bên trong lòng núi, biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó từng kiện hồn binh cũng lần lượt biến mất,
chỉ còn lại một chút trọng khí như Xà Mâu, Nguyệt Luân, Vũ Dương Hà. Đám hồn binh này tương liên với cả tòa Tinh Nguyệt đại trận, không cần quan tâm bị người phá hư hoặc là đánh cắp. Nghĩ muốn đánh cắp chính là tương đương với tan rã toàn bộ tòa đại trận, tất nhiên sẽ gặp phải trận pháp công kích. Đám nguyên đan này có thể duy trì vận chuyển thời gian 3 năm rưỡi. 3 năm rưỡi sau nhất định phải kiếm ra càng nhiều nguyên đan để bổ sung thêm. Trung Nhạc phân phó cho chư nữ không được tùy tiện động vào đám hồn binh này. Ánh mắt chư nữ nhìn hắn giống như nhìn một tôn thần nhân vậy, tự nhiên là nói gì nghe nấy. Chỉ dựa vào 9 người các ngươi không thể quản lý hết lãnh thổ càng lúc càng lớn của ta được. Thanh Hà, Xuân Nhi, Uất Chỉ Lễ, các ngươi từ trong lãnh địa của ta chọn lựa ra một đám người siêu quần bạt túy ở trong nhân tộc, yêu tộc tới chủ phong, ta sẽ đích thân chuyển pháp. Trung Nhạc phân phó cho chúng nữ. Tương lai sau khi bọn họ trở thành luyện khí sĩ sẽ có thể phong làm tiểu lĩnh chủ, đều là thân tín nhất mạch này của ta. Chúng nữ nhận lệnh chia ra tiến về các bộ lạc yêu tộc và nhân tộc trong lãnh địa, chọn ra những thiếu nam thiếu nữ tư chất tuyệt giai đưa về chủ phong. 3 ngày sau các nàng đã chọn lựa ra hơn 20 thiếu nam thiếu nữ, nhân tộc yêu tộc mỗi bên đều chiếm phân nửa. Những thiếu nam thiếu nữ cho rằng Trung Nhạc muốn giết chết bọn họ luyện chế hồn binh tà ác gì đó, từng tên đều bị dọa cho tè ra quần. Nhưng sau khi lên tới trên núi mới nghe nói là chuẩn bị nghe truyền pháp để cho bọn họ trở thành luyện khí sĩ, lúc này mới cảm kích bất tận. Uất Chỉ, Thanh Hà, các ngươi cũng tới nghe giảng đi. Trung Nhạc phân phó, 9 nàng thiếu nữ vừa mừng vừa sợ vội vàng ngồi xuống yên tĩnh nghe giảng. Nhất là đám long nữ Uất Chỉ Thị trong lòng lại càng cảm kích, bởi vì các nàng cũng không phải là thân tín của Trung Nhạc mà là thuộc hạ của Ngao Thị. Hiện tại không ngờ Trung Nhạc cũng truyền pháp cho các nàng, khiến cho hào cảm trong lòng các nàng đối với Trung Nhạc càng lúc càng nhiều. Trung Nhạc mở đàn khai giảng, lấy ra một cây thạch trụ, vừa điêu khắc văn lộ đồ đằng long đằng bách biến, vừa truyền thụ cho đám người phương pháp quan tưởng giao long, truyền thụ cho bọn họ long đằng bách biến. Ngao Phượng Lâu vẫn chưa truyền thụ cho hắn công pháp long đằng bách biến, chỉ truyền thụ cho hắn thần thông. Nhưng hiện tại kiến thức Trung Nhạc không tầm thường, từ trong những thần thông này hắn đã có thể phỏng đoán ra một chút công pháp tu luyện. Hắn giảng giải từ cạn tới sâu, mà bản thân đám nữ nhân Uất Chỉ Lệ cũng rất có cơ sở, ấn chứng với sở học của chính mình, nghe tới mức như mê như say. Mà đám thiếu nam thiếu nữ mới tới thì lại có rất nhiều địa phương không hiểu nổi. Trung Nhạc chỉ giảng giải một lần, cũng không có nói nhiều, mà để cho bọn họ tự mình nghiên cứu những long văn trên đám thạch trụ này, từ trong đó tự mình quan tưởng tìm hiểu. 3 ngày sau, Trung Nhạc điêu khắc hoàn tất toàn bộ những thạch trụ long văn long đằng bách biến. Hắn đứng trong truyền đạo điện lão gia miếu, phân phó với mọi người: đám thạch trụ này chất chứa công pháp thần thông long đằng bách biến, sau này các ngươi tiến vào điện này sẽ có thể nghiên cứu ảo diệu của thần thông công pháp. Thanh Hà, ngươi lấy đám linh đan và tài liệu kia tới đây. Thanh Hà lập tức lấy ra đám linh đan đổi bán được kia, tổng cộng có tới 4 vạn quả đan dược các loại. Trung Nhạc một đường giết chết rất nhiều cường giả linh thể cảnh, sau khi đi tới hãm không thánh thành, hắn lại tu thành linh thể cảnh, chính là cường hào một phương, tồn tại cấp đường chủ. Rất nhiều thế lực lớn nhỏ tới đây lấy lòng tặng lễ, đạt được rất nhiều linh đan. Đám nữ nhân Thanh Hà và Long Xuân Nhi lại đem tiến hành đổi bán những bảo vật đưa tới tặng lễ kia đổi lại thành linh đan, cộng thêm linh đan sản xuất trên lãnh địa Trung Nhạc. Hiện tại con số linh đan đã tích lũy được tương đối khả quan. Càng quan trọng hơn chính là bản thân Trung Nhạc có nội đan thú thần, lúc tu luyện căn bản là không cần linh đan, bởi vậy số linh đan tích lũy càng lúc càng nhiều. Đám linh đan này cứ đặt bên trong linh đan điện. Xuân Nhi, các ngươi định ra một chương trình, mỗi tháng các ngươi lãnh lấy một lượng đủ để tu luyện, sau đó tiến hành phân phát cho mọi người. Phân phát nhiều một chút cũng không sao cả, quan trọng là không được thiếu. Trung Nhạc cười nói: lão gia ta phải bế quan tu luyện, bất cứ chuyện gì cũng không được quấy nhiễu ta. Chúng nữ vừa mừng vừa sợ, đám thiếu nam thiếu nữ kia cũng vừa mừng vừa sợ, vội vàng vâng dạ. Trung Nhạc ngoài sáng tuyên bố là bế quan, trong tối thì âm thầm rời khỏi lão gia miếu, ra khỏi Cô Hà Thành, tiến vào Đại Nguyên Hoang Địa, quay trở lại Đại Hoang. Hiện tại Lôi Hồng đã chết rồi, Thiên Tượng Lão Mẫu rốt cuộc còn là lại trong kiếm môn hay không? Ta trở lại kiếm môn nhìn một cái là liền biết rõ, lúc đó sẽ biết Lôi Hồng rốt cuộc có phải là quỷ chết thay cho thần sứ chân chính hay không. Trong Đại Nguyên Hoang Địa, Trung Nhạc trở lại diện mạo vốn có, tâm niệm khẽ động, quanh người lửa cháy rừng rực,
khí tức trở nên cuồng dã, cả mái tóc bay lên, thậm chí cả tóc cũng bị lửa bao trùm. Đây chính là Thái Dương chi hỏa, toàn bộ người của hắn được bọc trong lửa giống như hỏa nhân vậy. Phía sau lưng hắn bỗng xuất hiện một cột lửa, nơi hắn vừa đi qua, dưới lòng đất như chôn dầu lửa, cháy phừng phừng, lửa lan tỏa nghìn dặm tựa như hỏa long. Trung Nhạc lắc mình, cưỡi lửa đi về hướng đại hoang. Sau khi hắn rời đi, khoảng 4-5 ngày sau, mặt đất tại nguyên hoang địa chấn động, các con bản ngao to cỡ ngọn núi ầm ầm chạy tới người người khắp nơi. Chúng tìm tới đây thì mất mùi của Trung Nhạc, chỉ người thấy mùi khét của tro. Bản ngao ngẩng lên chạy loạn khắp nơi, tìm tới hơn nghìn dặm, thậm chí có con còn bay lên chân không trung, ngửi mùi trong không khí nhưng không có thu hoạch gì. Thật là quái lạ. Một đại vật khổng lồ bước tới, thân hình như ngọn núi lớn, trên cổ có tới 3 cái đầu. Đột nhiên con bản ngao ba đầu này lắc mình biến thành một vị bạch bào tế tự, chính là Hiếu Sơ Vân xuất thân từ Hiếu Mang Thần Miếu, ánh mắt mang đầy sự nghi hoặc. Các con bản ngao đều chạy lại phía hắn, lần lượt chui vào trong cơ thể hắn. Không lâu sau, toàn bộ bản ngao đã biến mất, chỉ còn lại mình Hiếu Sơ Vân đứng đó. Đàn bản ngao kia chính là hóa thân của hắn, biến ra từ vảy trên người của hắn, dùng để truy tung đối thủ thì không gì bằng. Mùi của tên tiểu tử Long Nhạc này tới đây thì đã biến mất, rốt cuộc hắn chạy đi đâu rồi? Hắn lẩm bẩm nói: "Trưởng lão, khí tức của Long Nhạc vẫn ở gần cô Hà Thành." Đột nhiên có tiếng nói vọng lại, Lãng Thanh Vân bước tới, tay cầm hồn đăng, chính là hồn đăng của Trung Nhạc, hắn cười nói: "Người đuổi nhầm hướng rồi." Hiếu Sơ Vân cười khẩy: "Nếu hồn đăng có tác dụng thì hắn đã bị ngươi giết lâu rồi. Thanh Vân, cái hồn đăng này chẳng có tác dụng gì với hắn cả, căn bản không tìm được phương vị của hắn đâu." Lãng Thanh Vân khựng người, nghĩ một lúc nói: "Lẽ nào hắn có cách che giấu hồn phách khí tức sao? Chẳng trách khi ở hãm không thánh thành, ta đột nhiên mất cảm ứng với hắn ta như vậy." "Hồn đăng không phải không có cách phá giải. Tên Long Nhạc này chắc chắn được cự phách Long tộc truyền thụ cho cách phá giải hồn đăng. Dựa vào hồn đăng không bắt được hắn ta." Hiếu Sơ Vân cười lạnh: "Mà giờ hắn dùng lửa lớn thiêu đốt khí tức, không biết tung tích ở đằng nào. Thủ pháp này cũng giống như giết Hiếu Sơ Tình rồi, đốt xác diệt tích, không để lại dấu vết gì. Kẻ giết Hiếu Sơ Tình chính là hắn ta." Hắn nhìn quanh thấp giọng nói: "Đại Nguyên Hoang Địa, Tây giáp với Tây Hoang, Đông giáp với Đông Hoang, Nam giáp với Đại Hoang, Bắc giáp với Bắc Hoang. Giờ chẳng ai biết hắn ở đâu. Thanh Vân, ngươi về đi, ta muốn đi du ngoạn một chuyến. Chỉ cần có tin về tiểu tử này là sẽ tới ngay." Lãng Thanh Vân gật đầu liền rời đi. Mà lúc này Trung Nhạc đã tới dưới Kiếm Môn Sơn. Tứ Minh Thú trên Kim Đỉnh ở Kiếm Môn Sơn phát hiện tung tích của hắn trước tiên, báo cho môn chủ biết. Không lâu sau, Bổ Lão xuống núi, lặng lẽ đưa Trung Nhạc lên núi, tới trước Vấn Tâm Điện, tuyên bố Kiếm Môn hiện nay nhiều việc cần lo, môn chủ đổi ý, cho Trung Sơn Thị xuất quan trước thời hạn. "Bổ Lão, cái chết của Lôi Hồng rốt cuộc là thế nào?" Trung Nhạc không kiềm được hỏi. Bổ Lão tiên sinh chần chừ một chút, lắc đầu: "Việc này gần đây gây ảnh hưởng rất xấu. Phong Vô Ký vốn đã sắp đột phá tu thành chân linh, bị Lôi Hồng gây rối, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Giờ tu vi thực lực tổn hại nghiêm trọng, rất đông luyện khí sĩ của Lôi Hồ Thị đều sợ hãi, sợ môn chủ tới tìm tính sổ. Dù sao Phong Vô Ký và môn chủ cũng là Phong Thị mà." Trung Nhạc ánh mắt lay động nói: "Ta muốn biết sau khi Lôi Hồng chết đi, Thủy Thanh Nghiên ở đâu?" "Thủy Thanh Nghiên sao?" Bổ Lão tiên sinh nói: "Đây cũng là một chuyện lớn. Thủy Thanh Nghiên tu thành linh thể cảnh, giờ đã là phó đường chủ Trấn Phong Đường, thân mang trọng trách. Thăng cấp cùng nàng ta cũng là người quen của ngươi, Khâu Cấm Nhi, cũng là linh thể cảnh, không hề chậm hơn Thủy Thanh Nghiên. Giờ nàng ta cũng là phó đường chủ Trấn Phong Đường. À đúng rồi, giờ ngươi là tu vi gì?" Trung Nhạc tâm hồn treo ngược cành cây, không đáp lời, tâm thần đại loạn. Thiên Tượng Lão Mẫu vẫn ở Kiếm Môn, hơn nữa còn nghênh ngang như vậy, lại trở thành phó đường chủ, kẻ nào cho nàng ta gan lớn như thế đấy? Hắn bất giác dùng mình. Lôi Hồng chắc chắn là kẻ chết thay rồi. Tu vi của Thủy Thanh Nghiên tiến bộ nhảy vọt như vậy, không hề thua kém linh thể cảnh, thậm chí còn nhanh hơn, rõ ràng là có vấn đề. Tuy tốc độ tu luyện của Trung Nhạc cũng nhanh như vậy, nhưng hắn biết rõ bản thân. Người khác tưởng hắn là nhật diệu linh thể, nhưng thực ra hắn có thân hỏa chỉ điểm, cộng với thường xuyên ở bên ngoài chiến đấu liên tục,
nhiều lần rơi vào hiểm cảnh sinh tử, là liều mạng mà rèn luyện được. Tu vi thực lực của Thủy Thanh Nghiên lại cũng có thể nhanh như vậy, đây chắc chắn có vấn đề, nhưng lại không gây nên nghi ngờ gì, thậm chí còn để nàng ta mang chức vụ quan trọng, có nghĩa là tên thần sứ kia quyền cao chức trọng, trong kiếm môn có thể một tay che cả bầu trời. Rốt cuộc là kẻ nào là thần sứ thật sự đây? Ngay cả linh thể cánh như Lôi Hồng cũng lợi dụng được. Trước khi chết, hắn cũng không nói đó là ai. Cái tên thần sứ này ẩn mình rất kỹ à? Mà không đúng, không đúng rồi. Trung Nhạc đột nhiên nhớ tới một việc, hắn từng nghi ngờ thần sứ giấu mình trong tứ đại cao thủ Phong Phương Lôi Quân, đó là vì quân Tư Tà bị phục kích suýt thì bỏ mạng. Nhưng nếu thần sứ không phải người trẻ, nội gian là người trẻ thì sao? Môn chủ nói Lôi Hồng tham niệm quá nặng nên mất mạng. Vậy thì nội gian hợp tác với thần sứ là Lôi Hồng, thần sứ là người khác rồi. Trung Nhạc bỗng hiểu ra, nghĩ bụng, thần sứ chắc là người có chức vụ cực cao của kiếm môn ta, vị trí cực cao, cao tới mức có thể một tay che cả bầu trời, nhân lúc môn chủ cuối đời định đoạt quyền trở thành môn chủ kiếm môn. Bồ lão tiên sinh nói, người đã xuất quan rồi thì đi gặp môn chủ trước đi. Thời gian này môn chủ lao tâm lao lực, lại già rồi, không biết sống được bao lâu nữa đây. Trung Nhạc chân cao chân thấp theo lão lên kim đỉnh, nghĩ bụng, căn cơ của hắn ở kiếm môn rất rộng, thậm chí có thể đưa thiên tượng lão mẫu ra khỏi kiếm môn ma khư, có thể bảo trường giá Thủy Đồ Thí gọi Thủy Thanh Nghiên tới cho thiên tượng lão mẫu đoạt thế, vu oan cho Thủy Tử An, còn có quyền xem sinh lộ đồ của thần chiến chi đĩa, ghi lại bản đồ giao cho Hiếu Mang thần tộc. Thậm chí hắn còn có thể thao túng Lôi Hồng, chưa biết chừng có ân tình to lớn đối với Lôi Hồng. Lôi Hồng mang ơn hắn, Ác Long cũng đội ơn hắn, nguyện dùng tính mạng mà đã báo đáp cho hắn. Hắn có quyền lực lớn bằng trời ở kiếm môn, thậm chí có thể trọng dụng được yêu nghiệt khả nghi như Thủy Thanh Nghiên, cho nàng ta đảm đương chức vụ quan trọng bên trong kiếm môn. Chấn Phong Điện là nơi thế nào đây? Trung Nhạc tuy chưa tới Chấn Phong Điện của kiếm môn, nhưng cũng nghe về la lịch của nó. Chấn Phong Điện là nơi chấn áp phong ấn, chấn áp ma đầu, yêu nghiệt và phản đồ làm loạn ở Đại Hoang. Hắn còn nghe nói trong thời kỳ Man Hoang, khi kiếm môn mới sáng lập, Chấn Phong Điện còn chấn áp cả thần linh của Tây Hoang. Trọng địa như vậy lại để một nữ tử đầy khả nghi trông coi, phong nàng làm phó đường chủ sao? Bổ lão tiên sinh thấy hắn cứ trong mày suy nghĩ suốt thì ngạc nhiên, không biết hắn đang nghĩ gì. Trong kiếm môn ta, người có nhân mạch đáng sợ, quyền lực bằng trời như vậy, rốt cuộc là ai đây? Trung Nhạc nghĩ tới đây, đột nhiên nghe một giọng nói già nua, ôn hòa nói, Trung Sơn Thí, môn chủ thả ngươi trước hạn sao? Trung Nhạc ngẩng lên nhìn lão giả kia, tim đập nhanh hẳn, giữ người đứng đó. Bổ lão tiên sinh thấy hắn không đáp, vội giải thích, Trung sư đệ, vừa nghe chuyện của Lôi Hồng, khó lòng tin được, có chút không để tâm. Môn chủ cho hắn xuất quan cũng là muốn dặn dò hắn vài câu, tránh dẫm vào vết xe đổ của Lôi Hồng. Ngu đại trưởng lão đừng thế lạ. Lão giả này chính là Ngu đại trưởng lão, đứng đầu trưởng lão hội, nghe vậy thở dài, việc của Lôi Hồng ta cũng rất đau lòng. Đứa trẻ này do ta chăm no từ nhỏ, nhớ hồi xưa hắn nghịch ngợm khiến ta lo lắng nhiều. Tính ra ta cũng là một nửa sư phụ của hắn. Vừa rồi ta từ Lôi Sơn về, khuyên nhủ Lôi Sơn trưởng lão, Lôi Sơn giả đi nhiều. Hey, đúng là tạo hóa trêu ngươi mà. Lão nhìn Trung Nhạc ánh mắt sắc bén, Trung Sơn Thí, ngươi là nhật diệu linh thể, còn xuất sắc hơn cả ngũ diệu linh thể. Nhưng ngươi luyện kiếm và luyện kiếm tâm trước, nếu tâm xấu thì cũng như Lôi Hồng, ngươi hiểu chưa? Trung Nhạc nhìn vị đại trưởng lão nghiêm nghị này, gật đầu theo bản năng. Ta nghe nói ngươi ở nội môn từng chưa tới kiếm tâm đường, ta rất lo cho tâm cảnh của ngươi. Ngu đại trưởng lão giọng vang vọng nói, lần này môn chủ cho ngươi ở Vấn Tâm Điện kiểm điểm cũng là muốn tốt cho ngươi, muốn ngươi rèn luyện kiếm tâm, không đến nỗi bước vào con đường bảng môn tà đạo, đã hiểu chưa nào? Trung Nhạc cúi người, đệ tử đã hiểu. Ngu đại trưởng lão cười gật đầu nói, người tỉnh ngộ cũng không muốn, hãy cố gắng tu luyện, đừng phụ lòng trông đợi của ta và môn chủ. Người đi gặp Phong Vô Kỵ đi, hắn chịu khổ rồi, tự dưng gặp tai họa không đâu. Hơn nữa lần này tu vi giảm mạnh, không biết sau này có thể đột phá tu thành chân linh được nữa hay không. Trung Nhạc mắt tiễn Ngu đại trưởng lão đi. Bồ lão tiên sinh tiếp tục dẫn Trung Nhạc lên kim đỉnh, cảm khái nói,
Môn chủ đã từng nói, kiếm môn ta trong có Ngu Trường Cơ, ngoài có Thủy Tử An, như cá gặp nước. Cũng may những ngày này Ngu đại trưởng lão chạy qua trở lại trên dưới kiếm môn, thì việc Lôi Hồng làm phán mới không quá ồn ào. Nếu không trong Phong Thị và Lôi Hồ Thị đánh nhau thì chỉ sợ kiếm môn sẽ chia rẽ thôi. Trung Nhạc vẫn trầm mặc theo lão vào trong kim đỉnh. Thấy tại sân sau đại điện, lão đầu tử ngồi bên hồ câu cá. Câu cá, câu cá, Ngu đại trưởng lão sao? Trung Nhạc lắc đầu, theo lão đầu tử với tay bảo bồ lão tiên sinh lui đi, đầu cũng không ngoảnh lại. Hắn lên tiếng nói, về rồi ư? Trung Nhạc cung kính, ta đã về, ngài đang câu cá sao? Lão đầu tử ngoảnh lại, răng chỉ còn một cái, răng cửa hàm dưới. Hắn cười hiền lành với Trung Nhạc. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Thánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.